tiểu hồn kiếm đây là đồ vật rất hung tàn vệ hồn ngạc vào đây công kích hoàn toàn bị cái này hồn kiếm nghiền ép hắn muốn dùng hồn kiếm đem thi binh linh hồn thể hủy đi đem khống chế thi binh hạch tâm hủy đi như vậy cái này thi binh liền sẽ biến thành triệt để người chết hắn dạng này công kích kỳ thật rất mạo hiểm nếu là hồn kiếm bị hao tổn hắn chủ linh hồn đi theo bị hao tổn thậm chí bị xâm nhập bị lây nhiễm hắn sẽ biến thành thi nhân chết không có chỗ trôn nhưng hắn còn có đường khác có thể đi sao suy suy hồn kiếm nhất thiểm mà qua nhẹ nhõm tiến vào thi binh trong đầu đâm thẳng thi binh linh hồn thể giang giật giờ khắc này toàn bộ linh hồn cùng thân thể cũng kéo căng tới cực điểm có thể sống sót hay không tự xem một kích này ầm um, giang giật tựa như nghe được một tiếng dưa hấu bị phá ra thanh âm hồn kiếm hung hăng đâm vào thi binh linh hồn thể bên trên cái kia ở dạng linh hồn trong nháy mắt vỡ nát một cỗ hắc khí theo linh hồn thể bên trong tản ra toàn bộ thi binh thân thể đều bốc lên khói đen tiếp lấy Thi binh ẩm vang ngã xuống đất. Xong rồi, Giang giật linh hồn run rẩy, đôi mắt sáng như tinh thần, hồn kiếm không để cho hắn thất vọng, nhẹ nhõm hủy đi thi binh linh hồn thể, nhẹ nhõm hủy đi cái này khống chế thi binh hạch tâm. Trọng yếu nhất chính là, hồn kiếm không có nửa điểm bị hao tổn, càng không có bị hắc khí ăn mòn, hoàn hảo như lúc ban đầu bắn ngược mà quay về. Ha 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 ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười ha hả nội tâm buồn khổ chua xót quét sạch sành xanh, thay vào đó là vô tận thống khoái cùng vui sướng, hắn lại một lần bằng vào trí tuệ của mình biến nguy thành an, phong đô thành cũng không công tự phá. Hưu, lại một cái thi binh vào tới, giang giật mi tâm hồng quang lóe lên, hồn kiếm bắn ra trong nháy mắt không có vào thi binh mi tâm, lại bắn ra, kia thi binh trên thân hắc khí tiêu tán, ẩm vang ngã xuống đất, triệt để biến thành người chết. Ba cái, năm cái, tám cái, tại sông tới tám cái thi binh bị nhẹ nhõm đánh giết, giang giật tinh tế dò xét một phen, phát hiện hồn kiếm không có nửa điểm sự tình về sau, hắn cười lớn xông ra gian phòng, nguy tâm 36 thanh hồn kiếm gào thét mà ra, hướng bốn phương tám hướng chen chúc mà đến thi binh vào tới, hắn phóng thích địa hỏa bao phủ toàn thân, nhanh chân tiến lên. Phanh, phanh 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 phanh, Giang giật dạo bước tại đều là tử thi trên đường dài, toàn thân bị địa hỏa bao phủ, như một tôn vô địch thần đệ. 36 thanh hồn kiếm hóa thành 36 đạo lưu quang, vây quanh hắn bay đầy trời. Bốn phía kinh khủng thi binh mang theo rét lạnh tử khí băng băng mà tới, nhưng còn không có tới gần một cái hồn kiếm tựu theo nó mi tâm bắn vào, cái ót bên trong bắn ra, sau đó thì binh thân thể tựu ẩm vang ngã trên mặt đất, vĩnh viễn ngủ say. Hình tượng này rất nhiếp nhân tâm phách, giang giật phong khinh vân đạm thần sắc, nhàn nhã đi dạo bộ pháp, cùng bốn phía chen trúc mà đến thi binh hình thành mãnh liệt tương phản, cho người ta cường đại thị giác xung đột. Kia 36 thanh hồn kiếm càng giống là hộ vệ thần để thần kiếm, hồng quang những nơi đi qua, từng mảnh từng mảnh thi nhân ẩm vang đến cùng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Giang giật giờ phút này căn bản không cần tiêu hao nguyên lực, khống chế cái này 36 thanh hồn kiếm cũng quá dễ dàng, cảm giác giống như đùa. Hắn có đầy đủ thời gian đi tìm lối ra, cho dù có ngàn vạn, ức vạn thi binh lại như thế nào 36 hồn kiếm cắt cỏ từng mảnh từng mảnh đánh giết, ai có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Ba canh giờ, Giang giật đi tới một đầu trường nhai cuối cùng, phía sau hắn trên đường đều bị tử thi chiếm cứ, lần này là chân chính tử thi, cùng một cái thạch đầu, một đống bùn không có khác biệt tử thi. Ba canh giờ đến, hắn không biết đánh chết bao nhiêu thi binh, hắn chỉ biết là hắn còn không có tìm tới lối ra, nếu là một mực tìm không thấy lối ra, hắn hội một mực giết tiếp, đem cái này toàn thành thi binh đều triệt để giết chết, để cái này phong đô thành triệt để biến thành một tòa thành chết. Kiệt kiệt kiệt, bất quá, tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mặt khác một đầu trường nhai lúc, một đạo âm trầm tiếng cười vang lên, hắn vừa mới lúc vào thành vang lên thanh âm giả nua vang lên lần nữa tốt, nhân loại, không cần giết, lối ra tại người phía trước trăm dặm xoay trái đi thẳng trường nhai cuối cùng, như muốn đi ra phong đô thành, liền đến cùng bản vương một trận chiến đi. Đương nhiên, bản vương hội ban thưởng ngươi vĩnh sinh, quỷ vương, giang giật ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước bầu trời, trên mặt hắn không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng cong lên một cái đường cong, đột nhiên tà mị cười nói, tiền bối khác đừng, giả thần giả quỷ, như tại hạ không có đoán sai, người căn bản không phải quỷ vương, mà là huyền thần cung thủ hộ giả, chương 612, đưa ta tự do. Huyền thần cung bên trong có rất nhiều không gian, những này không gian kỳ thật đều là dùng cường đại thần thông cấm chế phân biệt luyện chế. vu thần càn khôn điện chính là như vậy, đương nhiên càn khôn điện tỷ như huyền thần cung kia là tiểu vu gặp đại vu. Huyền thần cung chỗ sâu nhất có một cái rất đặc biệt không gian, cái này không gian không coi là quá lớn, so cái khác không gian đều muốn nhỏ rất nhiều, cái này giữa không gian có một gian nhà tranh, nhà tranh ngoài có một tòa hồ lớn, trừ cái đó ra không có cái gì. Cái này không gian rét lạnh dị thường, nhà tranh đều kết băng, phía ngoài trên mặt đất cũng là một mảnh tầng băng, nơi xa cái kia to lớn hồ nước tức thì bị thật dày khối băng bao trùm, cái này trong không gian nhiệt độ thấp đủ cho dọa người, đừng nói người bình thường coi như là bình thường võ giả vào đây đều sẽ tươi sống chết cóng. Phanh phanh, đúng lúc này, mặt hồ khối băng toàn bộ nổ tung, đầy trời bắn ra mà đi, băng lãnh nước hồ cũng bị nhấc lên ngàn cơn sóng, một cái cự đại đầu lâu chậm rãi nổi lên. Đầu lâu này khoảng chừng một đầu voi đại, đen nhánh, rất giống rùa đen đầu, một đôi như chuông đồng trong con người đều là đục ngầu quang mang, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân ánh mắt, nó thân thể cao lớn cũng lộ ra một góc của băng sơn, thế mà thật là một cái to lớn lão quy. Lão quy chậm rãi hướng nhà tranh di động, nơi nó đi qua, mặt băng tự động vỡ ra, nước hồ dâng lên đạo đạo cự lãng, đập ở bên hồ mặt đất, lại rất nhanh bị đông cứng thành băng. Sau một lát lão quy bơi đến bên hồ, nó khổng lồ thân thể cũng gần như bại lộ trên không trung. nếu có người ở đây nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Bởi vì cái này Lão Quy thân thể thực sự quá tốt đẹp lớn, bình thường yêu vương thân thể chỉ có dài 8, 9 trường, yêu đế kinh khủng một chút, ít nhất đều là dài 20 trường, cường đại yêu đế có thể đạt tới đến 30-50 trường, nhưng cái này Lão Quy chiều cao lại. Đạt đến trăm trường, phương viên trăm trường lớn Lão Quy, đây chính là một tòa di động tòa thành Sơn Phong. Nếu là võ giả, liền xem như kim cương cảnh cường giả bị nó thân thể nhiên ép thoáng cái đoán chừng đều sẽ biến thành thịt nát a à. cái này kỳ thật không phải trọng điểm trọng điểm là cái này lão quy mai rùa bốn cái sừng bên trên phân biệt liên lấy một sợi hàn thiết cự liên xích sắt kia chỉ nổi lên một đoạn còn lại bộ phận dọc theo đi trong hồ chỗ sâu mà lại lão quy bốn chân lại cũng phân biệt bị hàn thiết cự liên gắt gao khóa lại xích sắt bên trên hiện ra rét lạnh lãnh ý tại lão quy du động thời điểm đi theo đung đưa lệnh làm nước hồ phun trào càng thêm mãnh liệt lão quy toàn thân đen nhánh mai rùa bên trên ngược lại là có một ít dườm già làm cho người khác thấy choáng đầu hoa văn nó bơi tới bên hồ về sau duỗi ra một đầu chân dài trùng điệp đập vào bên hồ trên mặt băng chói lại rùa chân xích sắt đi theo di động phát ra rầm rầm thanh âm ầm um, một đạo tiếng vang trầm trầm lên trên hồ mặt đất thật dày tầng băng lập tức nứt ra từng cái từng cái khe kéo dài đến phương xa lão quy ánh mắt nhìn về phía nhà tranh nó đục ngầu ánh mắt cũng rất nhanh trở nên thanh minh nhưng qua trong giây lát trở nên dị thường băng lãnh sau cái này trong không gian nhiệt độ không khí còn lạnh hơn mấy phần làm người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác toàn thân kết băng kiệt 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 nó đột nhiên vỡ ra to lớn miệng cười ha hả tiếng cười kia rất già nua tràn đầy dấu vết tháng năm nhưng tiếng cười rất vui sướng cũng rất bén nhọn bởi vì cười to nó khổng lồ thân thể đi theo rung động tám cái xích sắt một trận ào ào vang nó bên người nước hồ lăn lộn từng đạo cự lãng hướng nơi xa dũng mãnh lao tới giống như giang giật ở nơi này hắn tuyệt đối sẽ linh hồn chấn động bởi vì tiếng cười kia cùng phong đô thành bên trong quỷ vương tiếng cười đơn giản giống nhau như đúc. Hơn 70 vạn năm, lão quy to lớn đầu lâu thật cao ngóc lên, nó ánh mắt lộ ra một vòng nổi giận, cuồng loạn giống to, hơn 70 vạn năm, bản vương tại địa phương quỷ quái này bị vây hơn 70 vạn năm, rốt cục có thể giải thoát rồi, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Kiệt kiệt kiệt, bản vương còn tưởng rằng trăm vạn năm thọ nguyên hao hết cũng không có cách nào trở lại thiên tinh giới, lại không nghĩ rằng còn có suốt thế một ngày huyền đế, người danh xưng kỳ tài ngút trời, thông minh tuyệt thế, không người có thể so. Người điểm tiểu tâm tư kia, còn không phải như vậy để cho người ta xem thấu kiệt kiệt kiệt, dựa theo ước định tâm tư của người bị người xem thấu, bản vương thân phận bị người xem thấu, người phải trả ta tự do, nếu không. Bản vương hủy đi người huyền thần cung, nhanh đưa ta tự do, đưa ta tự do. Lão quy phát ra từng tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ, to lớn tiếng giống đem mặt đất khối băng đều chấn động đến từng cái từng cái dạn nứt, không gian đều bị chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng, kinh khủng đến cực điểm. Lão quy trước mặt móng vuốt còn cua múa, hai đầu màu đen hàn thiết cự liên bị khiên động, phát ra đạo đạo làm người sợ hãi thanh âm, cự quy thân thể lay động cùng xích sắt lắc lư cũng gây nên toàn bộ nước hồ lăn lộn, sóng nước ngập trời, tràng diện dọa người. Sau đây càng kinh khủng là lão quy khí tức trên thân, khí tức kia cảm giác hắc phân áp đỉnh, núi cao sụp đổ, nước biển móc ngược, kinh khủng tới cực điểm. Nếu là giang giật tại cái này, tuyệt đối có thể sẽ bị lão quy khí tức trên thân tươi sống chân áp mà chết. Lão quy không ngừng đối nhà tranh gào thét, rất là quỷ dị chính là, tiếng gầm gừ này cũng có thể làm cho mặt đất tầng băng bạo liệt, gian kia nhà tranh nhưng không có nửa điểm sự tình, thậm chí nhà cỏ bên trên khối băng đều không có trượt xuống một khối. Ông, bất quá cái này nhà tranh tại thời khắc này phát sáng lên, một cỗ so lão quỷ càng khủng bố hơn khí tức theo trong túp lều lan tràn ra. Khí tức kia vừa ra không gian ba động lập tức ngừng, lăn lộn nước hồ cũng quỷ dị bình tĩnh lại kia lão quy ngẩng lên thật cao đầu lâu bỗng chốc bị ép xuống chuông đồng lớn trong con người đều là hoảng sợ cùng cừu hận khắc cốt minh tâm cừu hận ông nhà tranh phía trước không gian có chút sóng gió nổi lên lại chậm rãi ngưng tụ ra một đạo bóng người kia đạo nhân ảnh rất là rõ ràng nhưng nếu là nghĩ tinh tế thấy rõ ràng nhưng lại phát hiện rất là mơ hồ chỉ có thể biết rõ hắn là một người lại xem thường mặt mũi của hắn người kia mặc một bộ phổ thông thanh bào lưng như tùng cả người cho người ta cảm giác một cái vô kiên bất tồi bảo đao, kia lạnh lẽo sát khí để lão quy đầu lâu lần nữa rụt rụt, đôi mắt bên trong lại là càng thêm e ngại cùng oán độc. Ngao lư, một đạo phiêu miểu vô cùng thanh âm theo bóng người bên trên truyền đến, thanh âm này rất là trầm thấp, mang theo nam tử tử tính, bên trong có một loại không hiểu tin phục lực cùng bá khí, làm người ta không dám kháng cự hắn. Loảng xoảng nghe được thanh âm này, lão quy toàn thân run lên, thế mà bị dọa đến lui về phía sau mấy chục trượt, trong đôi mắt oán độc không thấy, thay vào đó là hoảng sợ cùng e ngại, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất e ngại. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, bản đế cái này tia tàn hồn có thể xuất hiện, đại biểu ngươi rốt cuộc trùng hoạch tự do. Bản đế không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng đã năm đó cùng ngươi ước hẹn, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa trả lại ngươi tự do. Trả lại ngươi tự do trước đó, bản đế có mấy món sự tình muốn bản giao, ngươi nếu không thể làm đến, bản đế cam đoan ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bản đế thủ đoạn ngươi hẳn phải biết, đệ nhất, chạy trở về ngươi vô tận biển sâu đi, dám can đảm vô cớ bước vào nhân tộc lĩnh vực, ngươi hẳn phải chết. Dám can đảm vô cớ đánh giết một nhân loại, ngươi hẳn phải chết. Thứ hai, đem huyền thần cung đặt huyền thần đỉnh núi, để người có duyên đi thu hoạch được đi, nếu dám động huyền thần cung bên trong bất luận một cái nào bảo vật, ngươi hẳn phải chết. Thứ ba, hảo hảo tu luyện, bản đế đưa ngươi khốn tại huyền thần cung, cũng không hoàn toàn là để ngươi thủ hộ cung điện này, đối ngươi cũng là một phen cơ duyên lớn, nếu ngươi có thể bước ra một bước cuối cùng, có thể phá toái hư không tìm đến bản đế báo thù. Hưu, một chữ cuối cùng nói xong, hư ảnh dần dần biến mất, nhưng hư ảnh chỗ không gian lại đã nứt ra, một tia sáng như kinh hồng bay ra, đúng là một đạo kinh thiên đao mang. Đao mang kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức chém thẳng tới, một đao đem lão Quy Khổng Lồ như núi thân thể đánh bay ra ngoài, cũng đem trói buộc nó tám cái xích sắt chém thành bột mịn. Chương 613, đoạt bảo dị biến. Oanh cử quy cái kia khổng lồ như núi thân thể bị tung bay ra ngoài nó mai rùa bên trên xuất hiện một đầu vết rách to lớn bụng dưới cũng có một đầu đẫm máu đao ba theo nó như núi thân thể hướng nơi xa bay đi trên không trung vẩy lên huyết vụ đầy trời lúc đầu bình tĩnh nước hồ tại đao mang này lóe lên về sau mặt hồ xuất hiện một đầu to lớn hang sâu nước hồ lần nữa nhấc lên ngập trời cự lãng hướng hai bên phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới oanh lão quy thân thể trùng điệp đập vào ngoài trăm dặm trên bờ hồ đem mặt đất khối băng thẻ thành phấn vụn, mặt đất cũng bị ném ra một cái hố sâu. Lão Quy nằm ngửa trên đất, bụng dưới toàn bộ bị máu nhuộm đỏ, tiên huyết còn tại tuôn trào ra trên bụng lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu thật sâu đau ba. Ông, bị huyền đế gọi ngao lư lão Quy trên thân hắc quang lóe lên, tiếp lấy nó thân thể cao lớn biến mất, hố sâu bên cạnh xuất hiện một cái hắc bào lão giả, lão giả đầu đầy mái tóc màu xanh lục, quỳ một chân xuống đất, một cái tay che ngực, đều là nếp uốn mặt già bên trên hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt hắn là nhắm lại, khóe miệng lại không ngừng tuôn ra tiên huyết, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Phốc, Ngao Lư đột nhiên cuồng phún một cái lão huyết, con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong con người đều là hoảng sợ cùng e ngại, ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua xa xa nhà tranh, thật dài than ra một hơi nói, không hổ là thiên cổ đệ nhất nghịch thiên cường giả, lưu lại một tia tàn hồn có thể đem bản vương trọng thương, huyền đế A, à, người thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ha ha, Ngao Lư trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nụ cười kia đều là cô đơn, đắng chát, bất lực. Bị nhốt huyền thần cung hơn 70 vạn năm, nội tâm của hắn vô tận oán tâm, tức giận, cừu hận, đều tại vừa rồi một đao kia bên trong tan thành mây khói. Huyền đế dùng vừa rồi một đao kia nói cho hắn biết, bóp chết hắn cùng bóp chết một con run dế không có khác nhau, năm đó sở dĩ không giết hắn, cũng không phải là bởi vì không phá được hắn cường đại phòng ngự, chỉ là không muốn giết hắn. Để hắn tại cái này thủ hộ huyền thần cung, là lưu cho hắn một phen cơ duyên lớn, đáng tiếc hắn không có lĩnh ngộ huyền đế dụng tâm. Hô, Ngao Lư cười khổ một trận, thở ra một hơi thật dài, lung la lung lay đứng lên, trên thân khí tức cũng biến thành bình tĩnh, thân sắc trên mặt giếng nước yên tĩnh, hắn thất thần thì thảo tự do, rốt cục tự do. Rốt cục có thể trở về quy vô tận biển sâu, hơn 70 vạn năm qua đi, không biết bản vương tử tôn còn tại. Phốc, hắn đứng một hồi, thân thể đột nhiên kịch liệt co rúm, lại cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần, hắn thân thể lung la lung lay một trận, suýt nữa ngã sắp xuống. Sau một lát, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra vẫn là trước tiên đem thương thế chữa trị xong, nếu không mang theo huyền đế cung đi huyền thần sơn, nói không chừng sẽ bị nhân loại cường giả tối đỉnh chém giết. Ngao lư bị huyền đế một đao giết bể mật, mặc dù hắn không rõ vì sao huyền đế hơn 70 vạn năm tựu phi thăng, hắn cũng khôi phục tự do, huyền đế còn thế nào giết hắn nhưng vừa rồi một đao kia, để hắn không hiểu cảm giác nếu là không nghe huyền đế mệnh lệnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem huyền thần cung đưa đi huyền thần sơn, lại trở về hồi trở lại vô tận biển sâu. Hắn là yêu tộc, huyền thần sơn tại Đông Hoàng Đại Lục, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, coi như hắn chiến lực kinh thiên cũng sẽ bị người nhân tộc liên thủ chu sát. Sở dĩ hắn quyết định trước chữa thương, chờ thương thế hoàn hảo sau lại ra ngoài, cái này huyền thần cung thế nhưng là trên đời này an toàn nhất địa phương hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chữa thương một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì mở to mắt, tiện tay đánh ra một đạo bạch quang, kia bạch quang phá không mà đi, thoáng cái biến mất ở trên bầu trời, hắn thì thào một tiếng cũng lần nữa nhắm mắt lại, ừm. Bản đế bán nguyệt liền có thể chữa thương hoàn tất, lần này vượt quan cũng sớm kết thúc đi. Đã tiểu tử kia liền huyền đế bày ra hai nơi ám kỳ đều có thể phá vỡ, cái này liên quan sông không sông cũng không có ý nghĩa gì. Ông, tại ngao lư đánh ra đạo bạch quang kia trong nháy mắt, toàn bộ huyền thần cung quang mang lóe lên, tản mát ra vạn trượng quang mang, đem phía ngoài khúc lão, các gia tộc ám vệ, cùng ở lại bên ngoài chờ đoạt bảo kết thúc xem náo nhiệt võ giả toàn bộ hù dọa. Hiu hiu hiu, các gia tộc ám vệ toàn bộ theo ẩn thân địa phương phi thân lên, khẩn trương nhìn qua huyền thần cung, trong mắt bọn họ đều là kinh nghi. Lần này tầm bảo vẫn chưa tới nửa tháng, làm sao lại kết thúc chẳng lẽ là có người đạt được toàn bộ bảo vật hay là bên trong vượt quan người chết hết. Nghĩ đến cái sau, lòng của mọi người đều treo lên, nếu là những công tử kia tiểu thư đều đã chết, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, chủ tử của bọn hắn hội bộc phát ra cỡ nào lôi đình chi nộ. Ông, đột nhiên, huyền thần cung ngoài cửa lớn không gian run rẩy lên, để mọi người càng căng thẳng hơn, bất quá bọn hắn rất nhanh thất vọng, bởi vì bị truyền tống ra có hơn 100 người, bên trong cũng không có bọn hắn tiểu chủ con. Đại hoàng tử, khúc lão bọn người ánh mắt lại là sáng lên, cưới tại thiên mã phi thiên cũng tinh thần chấn động, vội vàng dẫn người khống chế thiên mã bay tới bị truyền tống ra hơn 100 người, là phi kỳ cùng Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên người. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Phi thiên thật xa tựu kêu lên, đoạt bảo kết thúc rồi à ai đạt được khốn long thảo. Trên thực tế, phi kỵ bọn người giờ phút này trong mắt cũng đều là kinh nghi, bọn hắn mở mịt bốn phía quét qua, toàn bộ đôi mắt co rụt lại, một người kinh hô lên, lão thiên, hỏa vân giáp, độn thiên thần kỹ, khốn long thảo cũng không có người đoạt được, chúng ta lại bị truyền tống ra, chẳng lẽ là... Cái gì, Bên ngoài vô số cường giả đồng thời nghẹn ngào kêu to, một vị thiên quân cường giả toàn thân đều là lăng liệt sát khí, thân thể lóe lên một phát bắt được lên tiếng người cổ, bạo hống, hỏa vân giáp cùng độn thiên thần kỹ khốn long thảo thật không có bị đoạt hạ. Phi kỳ ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, rất nhiều người liếc nhau sắc mặt đều đại biến. Thẳng đến vừa rồi, không còn có người phá quan, tà phi y thiền bọn người cắm ở cửa thứ tư, lưu tinh cũng không có phá cửa thứ tám, cái này nhiều người nhìn xem đương nhiên sẽ không sai, sở dĩ kia ba kiện bảo vật tuyệt đối không có người đạt được. Bọn hắn đột nhiên bị truyền tống ra, chỉ có một lời giải thích tầm bảo kết thúc. Dĩ vãng tầm bảo kết thúc, hoặc là thời gian một năm đến, hoặc là 10 cái bảo vật toàn bộ bị người thu hoạch được, hoặc là sở hữu vượt quan người đều chết. Huyền thần cung đại môn mở ra, tầm bảo bắt đầu đến thời gian vẫn chưa tới nửa tháng, bảo vật lại còn có ba kiện không có bị đoạt, kia giải thích duy nhất tất cả mọi người chết. Nghĩ tới đây phi kỵ thân tử không đoạn run rẩy kiếm đế tôn tử kiếm vô ảnh thế nhưng là ở bên trong A, vạn năm khó khăn ra thật linh thể, kiếm đế thích nhất tôn tử, chết tại phi mã đại lục địa vực bên trên mặc dù đây là huyền thần cung đoạt bảo trách không được ai, nhưng kiếm đế giận dữ, phi ra không nói hôi phi yên diệt, chỉ ít hắn cùng phi thiên cùng khúc lão bọn hắn coi như treo. Thời gian từ từ trôi qua, huyền thần cung không gian bên ngoài ở giữa không còn có ba động, cái này khiến sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, nội tâm cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Huyền thần cung ngoại nhân rất nhiều, các gia tộc hộ vệ tăng thêm người xem náo nhiệt, ít nhất có mấy vạn người. Giờ phút này lại không người dám can đảm phát ra một điểm thanh âm, sợ gây nên những cái kia siêu cấp gia tộc ám vệ nổi giận, đến lúc đó Huyền Thần cung bên ngoài sẽ máu chảy thành sông. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương, tất cả mọi người tuyệt vọng, muốn truyền tống ra đã sớm truyền tống ra, Huyền Thần cung ngàn năm xuất hiện một lần, các gia tộc đều có ghi chép, một khi tầm bảo kết thúc tất cả mọi người sẽ lập tức truyền tống ra, nhưng giờ phút này đều đi qua ba nén hương thời gian. Không đúng, một tên cường giả đột nhiên quát lớn, không đúng, công tử bọn hắn có thể không chết, Huyền Thần cung tầm bảo kết thúc về sau, không chỉ có sẽ đem tất cả người truyền tống ra, Huyền Thần cung cũng sẽ lập tức biến mất. Đúng a, à, tất cả mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc đầu ảm đạm con người lại phát sáng lên. Ba nén hương thời gian, Huyền Thần cung còn ở nơi này, điều này nói rõ bên trong khẳng định xuất hiện biến cố, Tà Phi Y Thiền Vũ nghịch mấy người cũng có thể còn sống. Chương 614, ai tại gian lật Tà phi đám người xác thực còn sống, còn sống được thật tốt, đồng thời giờ phút này vượt qua người đều sống được thật tốt. Vũ nghịch, tà phi, đồ long, doãn nhược băng, kiếm đế tôn tử kiếm vô ảnh, lăng thất kiếm lăng thi nhã giờ phút này đều bị vây ở kinh khủng cấp cửa ải cửa thứ tư, ác quỷ lính. Cái này ác quỷ lính có 108 tòa, mỗi một tòa đều lớn đến vô biên, bên trong dãy núi cũng không có ác quỷ, có chỉ là vô số kinh khủng yêu thú. Mỗi một ngọn núi lính đều có yêu đế đóng giữ, muốn phá cửa thứ tư, kia nhất định phải thông qua yêu thú tầng tầng ngăn chặn, vượt ngang 49 ngọn núi lĩnh đến ở giữa nhất giã quỷ thôn. Ta phi bọn người không có liên thủ, bởi vì tiến vào cửa này hậu nhân đều sẽ tự động truyền tống tách ra, tuyệt đối sẽ không cho ngươi liên thủ cơ hội. Sở dĩ tất cả mọi người rất khổ bức, chỉ có một đường huyết chiến, cũng may cái này ác quỷ lĩnh yêu đế sẽ không rời đi chính mình sở tại sơn lĩnh, nếu không các nàng đã sớm chết không nơi táng thân. Y thiền nhất kỵ tuyệt trần đã phá cửa thứ tư, khơi dậy trong lòng mọi người ngung nghênh, Phú nghịch bọn người nguyên bản đều đang liều mạng, tà phi càng là một đường vượt qua sơn càng lính, đã xông qua 42 ngọn núi lính. Lăng thất kiếm thông qua gia tộc bảo vật tìm được lăng thi nhã, toàn lực ứng phó triều chính quỷ thôn phóng đi, doãn nhược băng cũng bay qua 38 tòa ác quỷ lính, sẽ phá quan. Nhưng ngay một khắc này, để tất cả mọi người chấn kinh mà mê hoặc sự tình phát sinh, bầu trời một đạo bạch quang lấp lánh, ác quỷ lính yêu thú toàn bộ bị bầu trời xuất hiện một vết nứt hút vào ác quỷ lính bên trên đếm không hết yêu thú biến mất không còn một mảnh. Mọi người mang theo kinh nghi mà bất an tâm chiều chính quỷ thôn phóng đi, lại phát hiện một cái càng thêm làm người ta khiếp sợ sự tình, giá quỷ trong thôn cửa đá mở không ra, các nàng không có cách nào tiến vào cửa thứ năm. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Y Thiền trên thân, Y Thiền tại cửa thứ năm còn hồn nhai, nơi này không có lệ quỷ, cũng không có yêu thú, có chỉ là kinh khủng các loại cấm chế. Bầu trời hội thỉnh thoảng rơi xuống vẫn thạch băng bào, phun ra địa hỏa thổi tới bão tố phong, đánh xuống lôi điện. Nhưng ngay tại vừa rồi, tất cả cấm chế đều mất hiệu lực, y thiền dùng tốc độ khủng khiếp đã tới còn hồn nhai cuối cùng, tìm được quá quan cửa đá, nhưng... Môn mở không ra, cửa thứ hai, cửa thứ ba, còn có phổ thông cửa ải lưu tinh, cùng giờ khắc này ở các loại cửa ải sở hữu vượt quan người, tại thời khắc này đều phát hiện nguy hiểm biến mất, các nàng an toàn vô cùng, chỉ là không có một người có thể mở ra cửa đá, tiến vào cửa ải tiếp theo. Ông... Mọi người ở đây mờ mịt thất thố thời điểm, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một hình ảnh, bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, đã nứt ra một đường vết rách, tiếp lấy một kiện hoa lệ hỏa hồng sắc chiến khải, còn có một quyển sách, cùng một cái hộp ngọc đồng thời từ trên không trung rơi xuống, sau đó khe hở chậm rãi biến mất, mọi người trong đầu hình tượng cũng đã biến mất. Đệ tam kiện, kiện thứ hai, kiện thứ nhất bảo vật đồng thời bị người đoạt được. Một cái tin tức phù mọi người trong đầu, tất cả mọi người thân thể chấn động, trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải vừa rồi sở hữu nguy hiểm đều giải trừ, cửa đá cũng vào không tầm thường, tất cả mọi người hội coi là đang nằm mơ, là như vậy không chân thật. Để tam kiện bảo vật cần 9 điểm điểm tích lũy, cái này bị người đạt được rất bình thường, kiện thứ hai bảo vật độn thiên thần kỹ, đây chính là cần 12 giờ điểm tích lũy A, kiện thứ nhất bảo vật càng là cần 15 điểm điểm tích lũy. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu phổ thông cửa ải muốn sông 15 quan, kinh khủng cấp cửa ải muốn sông 8 quan, địa ngục cấp cửa ải muốn sông 5 cửa đây không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ để tam kiện bảo vật còn không người thu hoạch được cho dù có người một hơi liên tục xông qua số quan cái này cũng muốn thời gian a liền xem như địa ngục cấp cửa ải cũng cần theo cửa thứ ba bay đến cửa thứ năm đi có thể sao cái này hiển nhiên không có khả năng sở dĩ tà phi nổi giận đánh ra một đạo lưu quang đem cửa đá kia đánh cho phanh phanh rung động giống giận gian lận có người gian lận đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng huyền đế người không công bằng chấn thiên động địa tiếng giống to mang theo tà phi đầy ngập tức giận vang vọng ác quỷ lính vũ nghịch đồ long kiếm vô ảnh lăng thất kiếm mấy người cũng tức giận bất bình bọn hắn thiên tân vạn khổ cửu tử nhất sinh cuối cùng một kiện bảo vật cũng không có được nếu là có người đường đường chính chính qua cửa ải một đường đoạt bảo bọn hắn nhiều nhất hội hâm mộ ghen ghét nghĩ biện pháp cướp đoạt nhưng giờ phút này đều là tức giận cùng không phục chuyện gì xảy ra duy nhất trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn chỉ có doãn nhược băng tụ liền lăng thi nhã đều tức giận. Doãn nhược băng một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm bầu trời, lông mày nhíu lên, nghi ngờ thì thào, là ai như thế nghịch thiên để huyền đế cung đoạt bảo quy tắc đều cải biến sẽ là hắn sao? Là ai, cùng kỳ đồng lúc, cửa thứ năm huyễn hồn trên sườn núi một cái thiếu nữ tóc tím sừng sững vách đá, cũng phát ra một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin. Sườn núi thượng phong rất lớn, đem nàng một thân váy trắng cùng tóc tím thổi đến bay phất phới, nàng tấm kia quỷ vương dưới mặt nạ một đôi đôi mắt trong sáng bên trong đều là hoang mang không hiểu. Ba kiện trọng yếu nhất bảo vật bị đoạt, nàng cũng không có không cam lòng cùng nổi giận, Phật đế từ nhỏ đã dạy nàng rất nhiều Phật Pháp cổ ngữ, tỉ như mệnh chung có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, lại tỉ như chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nàng đối với bảo vật cũng không phải là quá để ý, bởi vì Phật đế liền là một người như vậy, chuyên chú vào tự thân tu luyện. Phật đế có thiên hạ thập đại bảo vật một trong kim cương sử, nhưng hắn rất nhiều năm trước liền đem tên này chấn thiên hạ trí bảo đặt ở Phật đế thành, xuất chiến lúc chưa từng sử dụng, nhưng chiến lược lại không dưới phản thăng, uy danh hiển hách. Nàng chỉ là đối với người nào có thể được đến ba kiện trí bảo hiếu kỳ, nàng cùng doãn nhược băng đồng dạng, chưa bao giờ đi hoài nghi huyền đế nhân cách. Phải làm tệ, huyền đế lưu lại cái này huyền thần cung có ý nghĩa gì? Thiên cổ nhất đế, đây là nhân loại thủ hộ thần, nhân tộc anh hùng vĩ đại nhất cái này huyền thần cung cũng là vì nhân tộc hưng thịnh mới lưu lại, bằng không hắn phi thăng lúc vì sao không mang đi. Mới vừa rồi còn hồn nhai xuất hiện dị biến, tất cả cấm chế mất đi hiệu lực, y thiền sớm đã có hoài nghi, đây cũng là đoạt bảo kết thúc mới có thể xuất hiện tình huống. Còn vì sao đại gia còn không có truyền tống ra ngoài, nàng cũng nghĩ không ra. Chẳng lẽ là hắn, y thiền ánh mắt nhìn về phía phương xa, thu thủy trong con người lóng lánh hiếu kỳ quang mang. Nàng nhớ tới một người, nàng là người đầu tiên xông qua cửa thứ nhất, nhưng còn có một người đoạt vốn thuộc về nàng thứ 9 kiện bảo vật, cái thứ nhất đạt được 3 điểm điểm tích lũy. Nàng lúc ấy kết luận, người này nhất định là lựa chọn địa ngục cấp cửa ải, nếu không tuyệt đối không có nhanh như vậy. Giờ phút này nàng cũng tin tưởng, nếu có người đạt được 3 món đầu tiên bảo vật, đó nhất định là lựa chọn địa ngục cấp cửa ải người. Tình huống như thế nào? Địa ngục cấp cửa ải phong đô thành bên trong, nhìn lên bầu trời bay thấp xuống tới ba kiện bảo vật, giang giật cũng mộng. Hắn bất quá là nói một câu nói, chỉ ra phong đô thành bên trong cái kia quỷ vương thân phận là huyền thần cung thủ hộ giả, làm sao không chỉ có liền phong đô thành thi binh biến mất không còn một mảnh không nói, bầu trời còn đi bảo vật. Âm, um, hỏa hồng sắc hoa lệ chiến khải đập xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lành, cái kia hộp ngọc cũng đi theo rất xuống, lặn đi tại hắn bên người, còn có một bản bí tịch, giang giật có thể thấy rõ ràng trên đó viết độn thiên hai chữ. Hỏa vân khải, độn thiên, khốn long thảo, dù là giang giật như thế cường đại tâm tính, cũng vô pháp bình tĩnh, 10 cái bảo vật chỉ còn lại ba kiệt, cái này chiến khải cùng độn thiên thần kỹ không có khả năng làm bộ, hắn liền xem như đồ đần cũng biết đây là ba hạng đầu bảo vật. Chỉ là, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cho hắn chẳng lẽ chỉ bằng hắn thấy rõ huyền đế dụng tâm lương khổ chỉ bằng hắn dùng đặc biệt thủ đoạn phá cửa thứ hai cùng cửa thứ ba chỉ bằng hắn đoán được phong đô thành quỷ vương, kỳ thật liền là cái này huyền thần cung thủ hộ giả. Không đủ, hắn cho rằng còn thiếu rất nhiều, huyền đế tuyệt đối sẽ không gian lận, không có khả năng cải biến quy tắc, coi như gian lận cũng là cái kia thủ hộ giả tại gian lận nhưng hắn vì sao phải làm tệ ngay tại giang giật cảm thấy lẫn lộn lúc một giọng già nua vang lên tại linh hồn hắn bên trong tiểu tử đừng mốc a à bẹp đứng tại kia huyền thần cung phía ngoài thiên quân võ giả thế nhưng là có mấy chục người nửa tháng sau các ngươi đều sẽ bị truyền tống ra ngoài trong nửa tháng ngươi không luyện hóa được hỏa vân khải cảm ngộ không được độn thiên liền chờ chết đi oanh giang giật linh hồn chấn động hắn rốt cuộc hiểu rõ Hoàn toàn chính xác có người tại gian lận, Huyền Thần cung thủ hộ giả tại gian lận. Chương 615, hết thảy đều có nhân, tự nhiên trở nên quả. Ngao Lư hoàn toàn chính xác tại gian lận, hắn là Huyền Thần cung thủ hộ giả, hắn có quyền gian lận. Đương nhiên, trước đó hơn 70 vạn năm hắn chưa từng gian lận qua, bởi vì hắn không dám gian lận, cũng sẽ vô duyên vô cớ đi gian lận. Giờ phút này khác biệt, hắn nửa tháng sau liền muốn rời khỏi Huyền Thần cung, triệt để tự do hắn không còn là huyền thần cung thủ hộ giả, cái này huyền thần cung về sau cũng không còn cho người ta đoạt bảo, mà là đưa đến huyền thần sơn đi, để người hữu duyên thu hoạch được. Mà tạo thành đây hết thảy người, liền là giang giật. Huyền đế năm đó tự xưng là thông minh tuyệt thế, đã từng tùy ý cảm khái nói, hắn âm thầm bố trí cờ không người có thể phát hiện, không người hội cảm ngộ hắn chân chính dụng tâm lương khổ, cũng sẽ không có người khám phá phong đô thành quỷ vương thân phận. Trên thực tế, phong đô thành hoàn toàn chính xác có một cái quỷ vương, thân cao trăm trượng, ngoại hình kinh khủng, chiến lực nhưng so sánh thiên quân, khống chế quỷ vương người liền là Ngao Lư. Năm đó Ngao Lư liền sử một kế, dùng phép khích tướng để huyền đế đánh cược, nếu có người xem thấu hắn thủ hộ giả thân phận, tự trả lại hắn tự do. Huyền đế cái nào không biết Ngao Lư điểm ấy tiểu tâm tư nhưng cuối cùng thế mà đáp ứng, Ngao Lư cũng thành thành thật thật dựa theo huyền đế bố trí, không dám cho cho qua cửa ải người nửa điểm gợi ý, không dám lộ ra nửa điểm sơ hở. Không thể không nói huyền đế cửa ải thiết kế quá cao minh, cửa thứ nhất cầu nại hà, kinh khủng trọng lực dày vò đến vượt quan người không có nửa điểm tính khí, cũng gãy vượt quan người nhuệ khí. Cửa thứ hai trên hoàng tuyền lộ phệ hồn ngạc cũng làm cho người khó lòng phòng bị, cửa thứ ba phong đô thành toàn thành tử thi, càng khiến người ta cảm giác giống như là đi tới âm tàu địa phủ. Mỗi một quan đều theo trong truyền thuyết âm phủ địa hình đến thiết kế, cho dù có người thông minh nghĩ đến đây là cố ý thiết kế, để cho người ta sợ hãi, lại có ai có thể nghĩ đến phong đô thành quỷ vương thanh âm, liền là thủ hộ giả. Bình thường người đều có tư duy theo quán tính, cho rằng cái này Huyền Thần cung cho dù có thủ hộ giả, cũng sẽ là tại cửa ải cuối cùng, vượt qua người cùng thủ hộ giả quyết nhất tử chiến. Cửa thứ ba Quỷ Vương ngoại hình càng kinh khủng, tăng thêm loại kia trong hoàn cảnh, ai lại sẽ đi suy nghĩ nhiều. Sở dĩ Ngao Lư chờ đợi dòng dã hơn 70 vạn năm. Thời gian trôi qua đến càng lâu, phòng đồ thành Quỷ Vương thân phận bị khám phá khả năng tựu càng thấp. Bởi vì không có người, hoặc là yêu thú có thể sống lâu như vậy, yêu thú thọ nguyên rất dài nhưng liền xem như yêu đế cũng chỉ có thể sống trên mấy ngàn năm có thể có một vạn năm tựu rất khủng bố thật tình không biết trên thế giới này còn có một loại yêu thú thọ nguyên là phổ thông yêu thú gấp trăm lần huyền vũ quy ngao lư vốn đã tuyệt vọng thực lực của hắn rất mạnh nhưng từ đầu đến cuối không thể bước ra một bước cuối cùng đạt tới huyền đế năm đó trình độ tuổi thọ của hắn cũng có một trăm vạn năm nhưng đã qua hơn bảy mươi vạn năm đều không ai xem phá huyền đế dụng tâm lương khổ xem thấu thân phận của hắn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy chết già ở cái này cho tới hôm nay giang giật xuất hiện giang giật có thể xem phá huyền đế dụng tâm lương khổ âm thầm bày ra quân cờ kỳ thật cũng không hoàn toàn là hắn thông minh mà là hắn đặc biệt linh hồn như linh hồn của hắn không phải độc đặc như thế cửa thứ hai hắn cũng không qua được cửa thứ ba càng không khả năng khám phá thi binh bản chất tìm tới khống chế thi binh hạch tâm cũng sẽ không thể đoán được quỷ vương thân phận cho nên nói đến cùng giang giật vẫn là phải cảm tạ cái kia đặc biệt hình kiếm linh hồn cũng chính là muốn cảm tả cái kia bản kỳ dị vô danh công pháp, bởi vì không phải công pháp này, linh hồn của hắn cũng sẽ không như thế dị biến. Hết thảy đều có nhân, tự nhiên trở nên quả. Không phải y thiên, giang giật sẽ không tới huyền thần cung, không phải phi thiên hắn cũng sẽ không tiến huyền thần cung. Mà không phải võ điện, phi thiên sẽ không cùng hắn kết thù, không phải võ điện hắn càng sẽ không đi xa đông hoàng đại lục. Trong cõi u minh tựa hồ hết thảy tự có định số, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bất kể như thế nào, Giang Giật trở thành Ngao lưu ân nhân, để vốn đã tuyệt vọng Ngao lưu đạt được tự do, có thể trở về vô tận biển sâu, có thể đi xem hắn con cháu đời sau. Sở dĩ Ngao Lư đối Giang Giật vẫn là rất cảm kích, cũng liền có gian lận xuất hiện. Giang Giật có thể xem phá huyền đế trôn xuống hai nơi ám kỳ, Ngao Lư cũng tin tưởng hắn có thể một đường khám phá, hắn lựa chọn là địa ngục cấp cửa ải, người thắng cuối cùng tuyệt đối là hắn. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, huyền đế kia một tia tàn hồn lưu lại ngữ, để ngao lư nội tâm có chút khó chịu, không cho phép nhúc nhích huyền thần cung bên trong bất luận cái gì bảo vật vậy ta tại quy tắc bên trong, lấy ra tặng người tổng nhưng so sánh A. À. Giang giật đối với hắn có ân, hắn lại không nguyện ý nợ nhân tình, huống chi là nhân tộc một thiếu niên, sở dĩ hết thảy lại là một cái nhân quả, cũng liền có chút cuộc dị biến này tồn tại. Giang giật không biết trong đó nhân quả, nhưng hắn biết rõ đụng đại vận, đạt được một cái nghịch thiên đại cơ duyên. Khốn long thảo, hắn không có đi xem hỏa vân khải cùng độn thiên thần kỹ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bên chân hộp ngọc, hắn run rẩy vươn tay đem hộp ngọc cầm lấy. Hộp ngọc rất nhẹ, nhưng hắn lại cảm giác nặng như ngàn cân, hắn cảm giác cầm không phải một cái hộp ngọc, không phải khốn long thảo, mà là một cái hy vọng, một cái có thể long khiếu cửu thiên, thẳng tới mây xanh hy vọng. Tại Thiên Tinh Đại Lục, yêu hậu, thủy u lan, gia cát thanh vân đều để hắn khác đừng luyện hóa huyền thạch, nếu không đời này tiền đồ muốn hủy, hắn tu luyện công pháp rất kỳ lạ, đời này nếu là hảo hảo tu luyện, tiền đồ vô khả hạn lượng. Nhưng lúc đó loại tình huống kia, bao nhiêu người muốn giết chết hắn, bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn, nếu không đem thực lực tăng lên đi lên, hắn lập tức liền sẽ chết. Sở dĩ hắn luyện hóa đại lượng thiên thạch, cũng đem tiền đồ của mình làm hỏng. Nếu như nói nội tâm của hắn không có nửa điểm ý nghĩ, đó là không có khả năng, cái nào võ giả nội tâm không ước mơ đặt chân võ đạo đỉnh phong, không ước mơ không ngừng mạnh lên, sừng sướng tại tất cả mọi người phía trên. Võ đạo chi lộ, đằng đẵng mà gian khổ, nhưng không phải võ giả ai cũng không thể trải nghiệm thực lực tăng lên, có được thực lực cường đại tiện tay phiên sơn đảo hải cái chủng loại kia tâm tình, loại khoái cảm kia. Nghe huyền đế truyền thuyết về sau, giang giật nội tâm càng khổ kịch, đối với khốn long thảo khát vọng cũng càng mãnh liệt. Phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, cái này sợ là tất cả võ giả cuối cùng mộng tưởng A. À. Giờ phút này, giang giật mộng tưởng có thể kéo dài, hắn sẽ có hy vọng lần nữa lên như diều gặp gió cửu trọng thiên, khinh thường quần hùng không người địch, nội tâm của hắn kích động có thể nghĩ. Chỉ cần có thực lực, Đem sẽ không lại bị người ức hiếp, đem có thể thủ hộ thân nhân của mình người yêu, đem có thể chúa tể nhân sinh của mình, đem có thể. Khoái ý ân cừu, hắn muốn tìm tới Y Phiêu Phiêu, muốn đem thích nhất nữ nhân giải cứu ra, muốn đem kẻ thù sống còn võ điện hủy diệt, đây hết thảy hết thảy đều muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết thực lực. Muốn thu hoạch được càng thực lực cường đại, vậy liền cần khốn long thảo, bằng không hắn nhất định là một đầu khốn tại biển sâu tiềm long, vĩnh viễn không cách nào phi thiên. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài để cho mình tay không muốn run, chậm rãi vận chuyển nguyên lực, mở hộp ngọc ra, khi hắn nhìn thấy một gốc hiện ra thần thánh bạch quang linh thảo về sau, hắn nhắm mắt lại. Bịch, hắn đem hộp ngọc thu về, trùng điệp quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, đa tạ tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong hắn cung kính bái ba bái, đem khốn long thảo thu vào hỏa linh châu, lúc này mới cầm lấy một kiện hoa lệ màu đỏ chiến khải, cùng một bản có chút hố vàng sổ. Ngao Lư cũng không có nói chuyện giật gân, nửa tháng sau tất cả mọi người truyền tống ra ngoài, hắn nếu là không luyện hóa cái này hỏa vân khải cùng độn thiên thần kỹ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này khốn long thảo cũng sẽ vô cớ làm lợi người khác. Hắn không có trước luyện hóa hỏa vân khải, mà là lật ra độn thiên thần kỹ, hắn tinh tế nhìn một lần thần kỹ giản ghi chép, chỉ là một lát hắn con người sáng lên, nhưng so sánh nhật nguyệt tinh thần. chương 616, Huyền Đế, Người Không Công Bằng rầm dầm dầm, kinh khủng cấp cửa ải, ác quỷ lĩnh trung tâm giã quỷ trong thôn, không ngừng truyền đến từng tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ, còn có tà phi nổi giận tiếng giống, huyền đế, người không công bằng, không công bằng. Không cho cái thuyết pháp, ta quyết không bỏ qua, tà phi mặt giận dữ, không ngừng đánh ra từng đạo lưu quang đánh tới hướng to lớn cửa đá, trên cửa đá cấm chế quang mang lấp lánh, mặc cho tà phi làm sao công kích, cửa đá đều không có nửa điểm tổn thương, nơi này cấm chế cường đại đến đáng sợ. Bảy ngày, đã dòng dã bảy ngày, vũ nghịch đám người sắc mặt đều khôi phục bình tĩnh, An tĩnh xếp bằng ở cửa đá bên cạnh một cái dưới cây già vây tại một chỗ, chỉ có tà phi một người tức giận bất bình, giận thiên cuồng hống. Phi thiếu, quên đi thôi, vũ nghịch dáng dấp ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, hắn khuyên một tiếng, nhưng tà phi ngoảnh mặt làm ngơ, đành phải cười khổ nhìn qua chúng nhân nói, phi thiếu, đây là điên dại a. À? Mặc kỳ dị ra thú chiến giáp đồ long cũng mở miệng, phi thiếu, huyền đế phi thăng hơn 70 vạn năm, người coi như la rách cổ họng cũng vô dụng thôi, không bằng chúng ta cùng đi nghĩ một chút biện pháp làm sao ra ngoài đều bảy ngày, làm sao còn không truyền tống ra ngoài. Đúng vậy a, à, Lăng Thất Kiếm hai đầu nồng đậm mày kiếm vẩy một cái, lo lắng thở dài nói, cái này tầm bảo xuất hiện dị biến, nhưng chớ đem chúng ta khốn tử ở đây. Kiếm đế Tôn Tử kiếm vô ảnh thủ bên trong cầm một cái sáo ngọc, một bộ hoàng áo khoác, môi đỏ răng bạch sát là làm cho người ta yêu thương, nghe nói Lăng Thất Kiếm, trong mắt của hắn lộ ra một chút sợ hãi, thân thể hướng bên cạnh Doãn Nhược Băng nhích lại gần vô cùng đáng thương nhìn qua nàng nói, băng tỉ tỉ, chúng ta thật không ra được sao. Nói kiếm vô ảnh càng sợ hơn, thân thể hung hăng hướng doãn nhược băng góp đi, ai ngờ doãn nhược băng duỗi ra một cái dễ hành rõ ràng ngón tay chỉ lấy kiếm vô ảnh mi tâm, đem hắn đẩy ra nói, vô ảnh thiếu ra, đừng tìm ta giả bộ đáng thương, ta cũng không phải nhà ngươi đại tỉ tỉ. Ha ha ha, vũ nghịch lăng thất kiếm bọn người cười to, đồ long còn buồn cười nói ra, băng tiểu thư, cái này tiểu hoạt đầu thiên phú dị bẩm nghe nói 7 tuổi liền bắt đầu chơi gái, kiếm đế thành danh môn khuê tú bị hắn gieo hỏa không ít. Hừ, kiếm vô ảnh thẹn quá hóa giận, thình linh đứng dậy, trong tay ống sáo dương lên, hơi lạnh xâm xâm nhìn qua đồ long nói, người cái này bán thú nhân, hẳn là muốn chết không thành. Nhà A, à, muốn đánh nhau phải không đừng tưởng rằng ngươi cầm câu hồn sáo, bố sợ mày à. Đồ long không sợ hãi chút nào đứng lên, khiêu khích nói ra, cảnh cáo nói phía trước, chưa vị chứng kiến, là tiểu tử này muốn tìm sự tình ta nếu là đem hắn phế đi, kiếm đế trước mặt cũng có địa phương nói rõ lý lẽ. Tốt, tốt, vũ nghịch vội vàng giảng hòa nói, đến lúc nào rồi cái này chém chém giết giết có ý tứ vẫn là ngấm lại làm sao ra ngoài đi. Đúng rồi, lăng thi nhã cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, muốn đánh các ngươi ra ngoài đánh, sau khi rời khỏi đây các ngươi phân cái sinh tử chúng ta đều mặc kệ, đều cái gì tình huống, còn náo không ngừng. Hừ, đồ long cùng kiếm vô ảnh đều hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra đi, tỏa hạ không nói thêm gì nữa cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, bên ngoài ngược lại không đến nỗi vạch mặt đồ long cùng kiếm vô ảnh cũng biết coi như đánh cũng không có khả năng phế bỏ đối phương chớ nói chi là giết chết huyền đế ra không cho thuyết pháp ta tà phi tuyệt đối không phục ta không phục dầm dầm rầm bên kia tà phi còn đang không ngừng gào thét công kích cửa đá tựa như là một người điên bướng bỉnh đến đáng sợ lang thi nhã bản thân tựu lo lắng bị kiếm vô ảnh đồ long nháo cho tâm tình càng kém tức giận bĩu lẩm bẩm tên điên tà ra đều là tên điên. Nhã muội muội, người sai. Doãn nhược băng cười nhạt một tiếng, như hoa tươi nở rộ, nàng hướng tà phi đưa tới một cái tán thưởng ánh mắt nói, tà phi cố chấp như thế, cũng không phải là hắn ngốc, ngược lại đúng là hắn chỗ thông minh. Huyền đế cung quy thì cải biến, hắn ý đầu kiếm một chén canh, chấp nhất kỳ thật cũng là một loại rất tốt đặc tính, vạn nhất hắn bị huyền đế coi trọng đâu mà lại hắn dạng này cũng là nghĩ ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, lăng thi nhã có chút nghĩ không thông, Đồ Long cùng lăng thất kiếm cũng cao mày tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại vũ nghịch cùng kiếm vô ảnh như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt nhìn về phía tà phi. Oanh, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, đem tất cả mọi người cả kinh nhảy dựng lên, tà phi cũng lập tức ngừng công kích, ánh mắt sáng như tinh thần, gắt gao nhìn chầm chầm bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà khí. Oanh, chỉ là một giây sau, hắn không cười được, một đạo lôi điện vạch phá cửa uổng phí bắn thẳng đến mà xuống, hắn tại thời khắc này cũng liền động đều không động được, chờ mắt nhìn xem lôi điện đánh xuống. Xuy suy, tà phi trên thân đại hồng bào con bỗng chốc bị đánh cho vỡ nát, toàn thân bị đánh cho một mảnh cháy đen, tóc da lông toàn bộ biến thành cho bụi, trên thân còn có điện xà lấp lánh, để thân thể của hắn co quắp không ngừng. Nếu không phải trên cổ hắn xương thú dây chuyển sáng lên, kịp thời quán chú một tia năng lượng vào trong thân thể của hắn, đoán chừng đều sẽ bị tươi sống đánh chết. Ai nha, tà phi toàn thân áo bảo hóa thành cho bụi, tự nhiên trở nên lõa thể mặc dù toàn thân cháy đen dưới hông cũng là một mảnh cháy đen nhưng còn có thể thấy rõ Lăng thi nhã lập tức thẹn thùng không thôi bưng lấy mặt xoay người sang chỗ khác doãn nhược băng trên mặt cũng hiển hiện một vòng đỏ tươi rủ xuống mí mắt suy suy điện xà còn tại tà phi trên thân lấp lánh tất cả mọi người có thể nghe được một cỗ thịt nướng mùi khét đồ long bọn người hai mặt nhìn nhau nhưng không có người nào dám động lại không người đi nghĩ cách cứu viện tà phi cửu đế gia tộc đồng khí liên chi nhưng còn chưa tốt đến liều mình cứu giúp phân thượng ông đột nhiên tà phi trên thân hiện lên một đạo bạch quang thân thể của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ bầu trời ba động chậm rãi biến mất bốn phía ngoại trừ còn nổi lơ lửng một chút cho bụi bên ngoài lại khôi phục nguyên dạng a à, lăng thất kiếm vỗ nghịch bọn người đồng thời phát ra một tiếng kinh nghệ ánh mắt khốt khốt thân thức liếc nhìn nhưng quả thực là không có phát hiện tà phi thân ảnh đồ long chừng mắt nhìn thất thanh nói phi thiếu sẽ không bị oanh sát thành cặn bã a lăng thất kiếm trên trán treo lên mấy đầu hắc tuyến tà phi chết một lần tà đế khẳng định nổi giận đông hoàng đại lục sợ là muốn nhấc lên một đạo gió tanh mưa máu a sẽ không vũ nghịch trong mắt đều là tinh mang hắn lắc đầu nói phi thiếu có cổ yêu thần cốt hộ thể cái này lôi điện ngay từ đầu không phải không oanh sát hắn sao hắn hẳn là bị truyền tống đi chẳng lẽ doãn tiểu thư ứng nghiệm phi thiếu chấp nhất đả động huyền đế được ban cho cho một phen đại cơ duyên cái này vũ nghịch một phen để đồ long lăng thất kiếm kiếm vô ảnh lăng thi nhã con mắt đều phát sáng lên, đồ long thậm chí hướng phía trước chạy hai bước, muốn đi học tà phi công kích cửa đá, bất quá nghĩ đến kia kinh khủng lôi điện, hắn lại có chút tê cả ra đầu, như tà phi là bị oanh sát thành cặn bã đâu. Ha ha, doãn nhược băng cười nhạt một tiếng, chân trần đi trở về nguyên địa, ngồi tại một cái ụ đá bên trên, đám người ánh mắt đưa tới, nàng mới cười yếu ớt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tà phi hẳn là bị truyền tống ra ngoài, chúng ta cũng hẳn là mau đi ra. Băng tiểu thư thông minh tuyệt luân, nghịch, bái phục. Vũ nghịch dừng một chút, khẽ vuốt cầm, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn cho doãn nhược băng làm vái chào. lúc này mới ảo ảo cười nói, đại gia lại an tỏa, băng tiểu thư nói không sai, đoán chừng không được bao lâu, chúng ta cũng sẽ đi ra. Ra ngoài, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, kiếm vô ảnh đồ long bọn người trong mắt lại hiện lên một tia trần trụi sát cơ, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần có thể ra ngoài, kia ba kiện bảo vật nếu không phải y thiền đoạt được, mặc kệ là ai đều nhất định muốn chết. chương 617, Điều Người, ta Phi hoàn toàn chính xác bị truyền tống ra ngoài, hắn 7 ngày đến không nghỉ không ngủ công kích cấm chế, tăng thêm giận mắng, chọc giận Ngao Lư. Ngao Lư cũng không có ý định giết hắn, dù sao cùng huyền đế ước hẹn trước đây, sở dĩ giáo huấn một phen đem hắn truyền tống ra ngoài. Ông, huyền thần cung bên ngoài quang mang lóe lên, một cái toàn thân cháy đen, áo không mảnh vải, trên thân còn khói đen bốc lên người từ giữa không chung rơi xuống, đem người bên ngoài hù đến sừng suốt một chút công tử một tên toàn thân bao phủ tại huyết hồng chiến giáp cường giả thần thức quét qua sau lập tức quá sợ hãi thân thể hóa thành tàn ảnh đem giữa không trung ngất đi tà phi ôm lấy tại hắn dò xét đến tà phi còn sống lập tức đại hỷ liền muốn mang theo tà phi rời đi hưu còn lại gia tộc ám vệ không làm tà phi còn sống ra nhà các nàng thiếu ra tiểu thư thế nhưng là không có nửa điểm tin tức a à. mấy đạo tàn ảnh bay đi lên đem tà phi vây lại một người mở miệng nói, tà quân, phi thiếu ra bản thân bị trọng thương vẫn là đi xuống trước hảo hảo an dưỡng đi. Tà ra ám vệ bất đắc sĩ thở dài, nếu là không dò nghe nhà bọn hắn thiếu ra tiểu thư tình huống, sợ là hắn đi không được, hắn chỉ có thể mang theo tà phi sông vào phía dưới thiên cơ bồng bên trong. Xoạt, đám người đều biến mất tại thiên cơ bồng bên trong, bên ngoài thoáng cái vỡ tổ, mấy ngày qua này tất cả mọi người đang suy đoán huyền thần cung bên trong chuyện gì xảy ra bên trong vượt quan người có phải hay không đều đã chết giờ phút này rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Tà phi ra, huyền thần cung vẫn như cũ không có biến mất, điều này nói rõ người ở bên trong có thể còn sống. Nương, tà phi kỳ thật không có ngất đi, hắn là giả vờ, trước mắt bao người, hắn như thế chật vật, tiểu đinh đinh đều bị người thấy hết, không giả chết hắn chỉ có thể tìm cái lỗ đặt vào. Sở dĩ tiến vào thiên cơ bồng về sau, hắn trước tiên truyền âm cho nhà hắn ám vệ, để ám vệ cho hắn chữa thương, cho hắn. Mặc quần áo, thiên cơ bồng nhìn rất nhỏ, kỳ thật có động thiên khác, bên trong là một tòa xa hoa trang viên. Đây là một đời luyện khí đại sư đường thiên máy chuyên vì hào môn thế gia luyện chế, đường ra cũng bởi vì thiên cơ bồng quật khởi, trở thành đông hoàng đại lục thập đại thương hội một trong. Tà quân để mọi người tại trong sảnh chờ đợi, hắn mang theo tà phi tiến vào trong tầm cung, lấy ra tà gia thượng đẳng nhất linh dược, vận công cho tà phi chữa thương. Chỉ là gần nửa canh giờ, tà phi toàn thân tựu rớt xuống từng khối hắc sẹo, một bộ da da như mới sinh, không bằng hắn tóc cùng da lông trong thời gian ngắn tự nhiên trưởng không ra, chỉ có thể cùng giang giật đồng dạng mang một cái đại quang đầu, vẫn là một cái không lông mày đại hiệp. Công tử, chuyện gì xảy ra các loại chờ tà phi tình huống ổn định về sau, tà quân vội vàng trầm giọng hỏi thăm về tới. Tà phi mở mắt, không nói gì, mặt âm trầm lấy ra một thân hoa lệ áo bảo mặc vào về sau, lúc này mới rét cam cam nói ra, quân thúc, người trước đừng hỏi nhiều như vậy, lập tức điều người, bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập thiên quân cường giả, có thể giọng đều điều tới a à, tà quân khóe miệng râu cá chê lắc một cái ngưng trọng nói ra công tử đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng xúc động a à, náo động lên đại sự tộc trưởng khẳng định hội chấn nộ ngươi cũng biết tộc pháp xâm nghiêm tà quân còn tưởng rằng tà phi muốn điều người cùng cửu đế ra tộc tử đệ khai chiến tự nhiên rất là khẩn trương cái này tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất tuổi trẻ khinh cuồng trẻ tuổi nóng tính hắn cũng không thể đi theo xúc động hừ tà phi bản thân trong lòng tựu đè nén lửa giận vừa nghe xong khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói, quân thúc, ta là như vậy không biết nặng nhẹ người nhanh đi điều người, lần này trước ba bảo vật đều bị một cái không biết tên tạp toái đoạt được, chúng ta nhất định phải chiếm trước tiên cơ, chỉ có đầy đủ nhân thủ mới có thể đem kia ba kiện bảo vật toàn bộ cầm xuống. Ách, tà quân mặc dù không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đã tà phi không phải là vì đánh nhau, mà là vì đoạt bảo, vậy hắn chắc chắn sẽ không nói thêm nữa. Trong tay hắn giới chỉ sáng lên, một khối năm màu rực rỡ to lớn xương cốt xuất hiện, Hắn một cái tay nắm chặt xương cốt, xương kia lập tức tản mát ra ngũ thải quang mang, phía trên ẩn ẩn còn có thần kỳ ký tự lưu chuyển, tà khí trùng thiên, rất là kỳ dị. "Tốt, gần nửa nén hương thời gian về sau, Tà Quân mở mắt ra nói, ta đã đưa tin đi Đông Tà thành, Tà Thiên đoán chừng có thể tại phụ cận triệu tập 30 tên thiên quân đến đây, bất quá coi như cưỡi siêu cấp truyền tống trận thẳng tới Phi Mã Hoàng thành, nhanh nhất cũng muốn 5 6 ngày." "Làm hết sức mình, xem thiên mệnh. Quân thúc, người đi xuống trước đi, nhớ kỹ đừng nói ta tỉnh." liền nói ta trọng thương hôn mê chậm nhất muốn năm ngày sau mới có thể tỉnh lại. Tà phi u u thở dài, nhắm mắt ngồi xếp bằng chữa thương. Tà quân vốn muốn hỏi ta tình huống, nhưng Tà phi không muốn nói, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi. bất kể như thế nào Tà phi không chết bình yên ra, hắn làm ám vệ trong lòng Đại Thạch đầu cũng buông xuống. Tạp vái, các loại chờ Tà quân ra ngoài, mở ra gian phòng cấm chế về sau, Tà phi mới mở to mắt hử lạnh. Doãn nhược băng đoán không lầm, Tà phi nhìn như lỗ máng nhưng thật ra là một cái người cực kỳ thông minh, nếu không giờ phút này hắn cũng sẽ không sớm truyền tống ra. Trong lòng của hắn đã kết luận, đạt được kia ba kiện bảo vật, không phải lưu tinh liền là đạt được vô cực kính người, dù sao tuyệt đối không thể nào là y thiền. Bởi vì y thiền thực lực mạnh hơn hắn không có bao nhiêu, tại phong đô thành y thiền còn kém chút chết rồi, mặc dù nàng tiến vào còn hồn nhai, nhưng vượt quan tuyệt đối rất là gian khổ. Huyền đế không có khả năng gian lận, cho dù là bọn họ là huyền đế năm đó cử vị thủ hạ tướng quân tử tôn, 70 vạn năm qua, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, có thể thấy được lốm đốm. Đã không phải gian lận, vậy chính là có người xúc động huyền đế năm đó âm thầm lưu lại huyền cơ, được ban cho cho đại cơ duyên. Mà người này không phải y thiền, vũ nghịch đồ long lăng thất kiếm bọn người lại cùng hắn cùng một chỗ, vậy chỉ có thể là cái khác vượt quan người. Mặc kệ là ai, chỉ cần không phải cửu đế gia tộc tử đệ hắn đều có thể đoạt, hỏa vân khải độn thiên thần kỹ khốn long thảo cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Sau năm ngày, tà phi tỉnh, tà gia viện quân cũng truyền tống đến phi mã hoàng thành, dòng dã 30 tên thiên quân, trong đó còn có một tên cao giai thiên quân, gây nên phi mã thành rối loạn tương bừng. Trong hoàng thành thập bát thiên quân cung phụng, thế nhưng là bị phi kỵ triệu tập tới xa thổ thành, cái này 30 tên thiên quân nếu là xuất thủ, toàn bộ hoàng thành chắc chắn cho bụi yên diệt. Cũng may cái này 30 tên thiên quân thẳng tắp ra khỏi thành, hướng xa thổ thành bên trong vọt tới. Phi mã hoàng triều đế vương trước tiên triệu tập toàn bộ đại lục thiên quân võ giả, Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ lần này tầm bảo sau cướp đoạt khẳng định sẽ rất kịch liệt. Tà Phi nói cho chúng gia tộc ám vệ, nhà bọn hắn công tử tiểu thư không có việc gì, để bọn hắn yên tâm lại. Đồng thời bọn hắn cũng biết tà gia viện quân đến, chỉ là bọn hắn lại đi triệu tập cường giả đã muộn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn gia công tử tiểu thư còn chưa có đi ra, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, xa thổ thành bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Phi mã Hoàng Triều lần nữa điều tập hơn 10 tên thiên quân cường giả, chuẩn bị các loại chờ kiếm vô ảnh sau khi ra ngoài, nếu là tiểu thiếu gia này ra lệnh một tiếng, phi mã Hoàng Triều thiên quân cường giả sẽ cùng tà gia cường giả khai chiến cướp đoạt. Rất nhiều cấp thấp võ giả không dám áp sát quá gần, đều rời đi huyền thần cung chăm dặm địa phương ẩn đi, xem náo nhiệt có thể, đem mạng nhỏ mình nhìn vào, vậy cũng không đáng. Ông, tại tà phi ra ngày thứ 8, toàn bộ huyền thần cung đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy không chung không ngừng ba động từng người ảnh trên không trung thoáng hiện, y thiền doãn nhược băng đổ long đám người thân ảnh, thình lình ngay tại trong đó. Huyền thần cung phía dưới một cái thiên cơ bồng bên trong, tà phi nổ bắn ra mà lên, trong tay quang mang lóe lên một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, trên thân cũng đằng đằng sát khí, hắn lãnh quang quét qua, bạo hống, ngoại trừ cửu đế gia tộc người, những người còn lại đều cầm xuống. chương 618 là hắn, hưu hưu hưu, huyền thần cung phía đông một tòa sơn mạch bên trong, 30 tên thiên quân đồng thời bay lên không, tất cả mọi người khí thế kinh thiên, trên thân mở ra thần thuẫn, kim quang vạn trượt, làm người ta không dám nhìn thẳng, 30 người hóa thành tàn ảnh hướng huyền thần cung vào tới, một người quát lớn, ngoại trừ cửu đế gia tộc tử đệ, những người còn lại dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Xoạt, mặc dù biết đoạt bảo kết thúc sẽ rất thảm liệt, nhưng toàn trường lập tức sôi trào lên, ta ra tới 30 người, tăng thêm tà phi cùng tà quân, liền là 32 tên thiên quân, chiến lực như vậy ai có thể địch. Công tử, tiểu thư, dám vào nhập vượt quan người cơ bản đều là các đại tiểu gia tộc con em, đều mang theo một chút tùy tùng hộ vệ, giờ phút này một số người đều sắc mặt cấp bách, rất nhiều hộ vệ đều vội vàng bay lên không, nghĩ bảo vệ nhà bọn hắn tiểu chủ con, trong lúc nhất thời đều là bóng người, loạn ghê gớm. Vù vù, vào thời khắc này phía tây bầu trời cũng đồng thời có vài chục người đằng không mà lên, toàn bộ người mở ra thần thuẫn, kim quang vạn trược, khí thế dọa người, người cầm đầu rõ ràng là phi kỵ, hắn quát lớn, vô ảnh thiếu ra, phi kỵ xuất quân nghe theo hiệu lệnh. Trong đám người hướng ra phía ngoài nhanh chóng bay ra cái kia bảy tám tuổi hài đồng đôi mắt lập tức sáng lên, hắn thanh âm non nớt quát lớn, cướp người, toàn bộ người cho ta đoạt. Giết, phi kỵ lộ ra một tia quả là thế thần sắc, không bằng hắn theo kiếm vô ảnh trong mắt thấy được một tia kinh nghỉ cùng tán thưởng, lần này bất luận thành công hay không, hắn nhập đội vẫn là lập công, chỉ cần kiếm vô ảnh không chết, hắn trăm phần trăm là đời kế tiếp phi gia tộc trường. Hưu, Phi mã hoàng triều trước kia liền đến năm tên thiên quân, đằng sau điều đến 10 bát cung phụng, cái này mấy ngày lần lượt tới hơn 10 người, kết thải 4 mười ba người, nhân số bên trên hoàn toàn lực áp tà ra cường giả, cao giai thiên quân cũng đạt tới hai người, nhiều như vậy cường giả xông lại, để những cái kia vượt quan các công tử tiểu thư hoàn toàn sợ choáng váng. Hiu hiu hiu, y thiên, vũ nghịch, đồ long, lăng thất kiếm huynh muội, doãn nhược băng thân thể nhau nhau hóa thành lưu quang hướng phía nam bay đi, sừng sướng giữa không trung lạnh nhìn xem hai cái thiên quân đại quân xông vào trong đám người, các nàng mỗi cái gia tộc ám vệ cũng đằng không mà lên, sừng sướng tại các nàng sau lưng, nhìn lên bầu trời loạn chiến. Ai, doãn nhược băng cùng y thiền liếc nhau, hai người đồng thời thở dài, hai người đang xông quan mấy trăm người trên thân quét qua, đều xác định không phải những người này đạt được kia ba kiện bảo vật, nhưng tà phi bọn người vẫn tại cướp người. Phanh phanh phanh, rất nhiều công tử tiểu thư hộ vệ, ý đồ mang theo các nàng thoát đi, nhưng còn không có tới gần tựu bị người đánh chết. Còn có chút vượt qua người không phục, nổi giận công kích, kết quả đồng dạng bị chém thành mảnh vỡ. Hai cái đại quân, hơn 70 vị thiên quân, như 70 con hổ đói xông vào bầy cừu, chỉ cần kẻ dám phản kháng lập tức giết chết. Nếu là không phản kháng vậy sẽ bị lập tức cầm xuống, tà phi cùng kiếm vô ảnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ những người này phải trang lấy được kia ba kiện bảo vật, trước tiên đem người bắt lại lại nói. Vượt qua người mấy trăm người, đại đa số đều là người thông minh rất nhiều người liên thanh hét lớn để cho mình ra hộ vệ không nên tới gần rất nhiều người giơ cao hai tay biểu thị đầu hàng như thế tình huống nếu là dám chống cự chỉ có một con đường chết phanh 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 có rất nhiều gia tộc hộ vệ lại không rõ đạo lý này bọn hắn chỉ biết là tự gia công tử tiểu thư xảy ra chuyện bọn hắn cũng phải chết rất nhiều người liều mạng hướng không trung bay đi cuối cùng vô tình bị tà gia cùng phi mã hoàng triều thiên quân cường giả chém giết trên bầu trời vô số lưu quang bay loạn rất nhiều binh khí bảo vật gào thét các loại đạo văn thần thông phóng thích tà ra người cùng phi mã hoàng triều đại quân vì cướp người không thể tránh khỏi phát sinh xung đột đưa tới loạn chiến thu kiếm vô ảnh ngược lại là bị hàn ám vệ cái kia kim sĩ đại bằng điều tre trở bay lên không trung phi kỵ mang theo hai người chăm chú thủ vệ ở bên cạnh hắn kiếm vô ảnh trong mắt đều là ngạo nghễ còn cùng một bên khác trên không trung sừng sướng tà phi đối mặt một bộ dáng vẻ khiêu khích tà phi nhắm mắt làm ngơ hắn cũng tin tưởng nơi này là phi mã đại lục, phi ra là kiếm đế chó săn, nhà hắn viện quân truyền tống đến phi mã hoàng thành, vậy khẳng định sẽ kinh động phi mã tộc người, đây là không thể tránh khỏi tình huống. Hắn thần thức một lần lại một lần đang xông quan trên thân người đảo qua, cuối cùng lại lần lượt thất vọng, xem mọi người vẻ mặt và làm dáng, ngoại trừ lưu tinh có chút khả nghi bên ngoài, những người còn lại không hề giống đạt được ba kiện trí bảo người. Mắt thấy người phía dưới gần như đều bị cướp hết, những cái kia bị giết vượt qua người thi thể cùng cổ thần nguyên giới cũng đều bị cướp đoạt tà phi ánh mắt nhìn về phía huyền thần cung lại đột nhiên linh hồn chấn động hoảng sợ nói huyền thần cung còn không có biến mất chẳng lẽ còn có người ở bên trong không chỉ là tà phi kiếm vô ảnh đồ long mấy người cũng phát hiện vấn đề y thiền cùng doãn nhược băng đã sớm khóa chặt huyền thần cung y thiền còn nhẹ âm thanh thì thào xem ra đích thật là người kia đạt được ba kiện trí bảo đáng tiếc hắn sau khi ra ngoài nhất định vẫn lạc a à. người kia Doãn nhược băng tựu đứng tại y thiền bên người, nàng thính lực tương đối biến thái, ánh mắt nhìn về phía y thiền nhẹ giọng hỏi, thiền tỷ tỷ, là cái kia sông địa ngục cấp cửa ải người. Y thiền nhàn nhạt nhìn doãn nhược băng một chút, bởi vì mang trên mặt mặt nạ, sở dĩ không nhìn thấy biểu lộ, bất quá một đôi đôi mắt trong sáng ngược lại là vẻ tán thưởng, hai người liếc nhau, ánh mắt đều nhìn về phía huyền thần cung, chờ đợi người kia xuất hiện. Giữa không trung đại chiến cũng rất nhanh hạ màn, chết vài trăm người, cơ bản đều là các gia tộc hộ vệ vượt quan người cũng đã chết mấy chục người còn lại phân biệt bị tà gia cùng phi kỵ người cầm xuống tên kia thượng cổ thế gia công tử lưu tinh lần này vượt quan đoạt bảo hắc mã bị tà gia người cầm xuống bất quá từ đầu đến cuối hắn cũng không có động thậm chí sắc mặt đều không có một tia kinh hô hắn trước tiên truyền âm cho nhà bọn hắn hộ vệ để bọn hắn chờ tới gần sau đó chủ động bay đi tà gia thiên quân đại quân đầu hàng giao ra cổ thần nguyên giới giải trừ linh hồn ấn ký nếu không Chết, người của hai bên cũng bắt đầu dựa theo tà phi cùng kiếm vô ảnh chỉ thị, tìm kiếm kia ba kiện trí bảo, sở hữu vượt quan trên thân người đồ vật đều giao ra, bất quá bị kiểm tra đến không có hỏa vân khải độn ban ngày cùng khốn long thảo về sau, bọn hắn giới chỉ cùng bảo vật hội trả lại, cũng sẽ thả bọn họ rời đi. Không có, không có, vẫn là không có. Phi thiên dẫn đội điều tra trí bảo, đáng tiếc từng cái cổ thần nguyên giới kiểm tra xong, không có bất kỳ phát hiện nào, Tà gia bên kia giờ phút này cũng kiểm tra hơn phân nửa, đồng dạng không thu hoạch được gì. Vô ảnh thiếu ra, không có bất kỳ phát hiện nào. Phi thiếu, không có. Một nén nhang về sau, Phi Thiên cùng Tà Quân đều truyền âm bẩm báo kết quả, Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh sắc mặt thoáng cái trầm xuống, không tiếp tục để ý người phía dưới, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thần Cung, lặng lặng chờ đợi. Ông, suốt cục, Huyền Thần Cung lần nữa phát sáng lên, một đạo thân ảnh màu đỏ rực ra giữa không trung, mà tại thân ảnh kia ngưng hiện một khắc này, huyền thần cung vô thanh vô tức biến mất tại đỉnh núi, tựa như liền không có xuất hiện qua. a à, tà phi, kiếm vô ảnh, đồ long, vô nghịch, lăng thất kiếm bọn người đôi mắt đều phát sáng lên, cuối cùng truyền tống ra cái này nhân thân bên trên mặc một bộ hoa lệ hỏa hồng chiến khải, giờ phút này chiến khải thượng thần quang lưu truyền, hồng quang đầy trời, làm người ta không dám nhìn thẳng. Vậy liền coi là là mù lòa đều có thể nhìn ra cái này chiến khải bất phàm, ở đây thiên quân võ giả càng là một chút tự nhận ra cái này chiến khải tuyệt đối là ngụy thần khí hỏa vân khải vô số người kinh hô lên ngụy thần khí thế giới này cũng không nhiều loại này loại hình phòng ngự chiến khải đã ít lại càng ít người này theo huyền thần cung truyền tống ra hắn mặc tất nhiên là hỏa vân khải là hắn cùng lúc đó lăng thi nhã doãn nhược băng y thiền ba người đều mở ra miệng nhỏ phát ra một tiếng kinh nghệ ba người đều biết người này nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng đúng là người này để huyền đế cung cải biến quy tắc thu được ba kiện trí bảo bắt lại cho ta hắn phi kỵ động thủ Tà phi cùng kiếm vô ảnh quát lớn âm thanh đồng thời vang lên, hơn 70 vị thiên quân mang theo khí thức kinh khủng, nhao nhao hóa thành tàn ảnh hướng người kia phóng đi. chương 619, tất cả chớ động, y thiên, doãn nhược băng, lăng thi nhã tự nhiên nhận biết giang giật, mặc dù giang giật giờ phút này không có dịch hình, khôi phục dáng dấp ban đầu, nhưng doãn nhược băng cùng lăng thi nhã đều quen thuộc khí thức linh hồn của hắn. Y thiên càng không cần phải nói, tại tử vong chi hải chỉ thấy qua giang giật hai lần. Sau đó tại hoang vu Đông Hải cứu được hắn một mạng, hai người cô nam quả nữ còn cưới cổ quan cùng một chỗ hơn 10 ngày. Ba người đối với Giang Giật vốn không có quá để ý, Doãn Nhược Băng nhớ kỹ Giang Giật là bởi vì thiên nhân hợp nhất trạng thái, Lăng Thi Nhã nhớ kỹ Giang Giật là bởi vì hắn nhận biết y Thiên, sau đó tại trên cầu Nại Hà để cho hai người đối với hắn ấn tượng sâu hơn một chút, đương nhiên vẻn vẹn làm sâu sắc một chút mà thôi. Còn Y Thiền cũng không có quá để ý giang giật, nếu không năm đó liền sẽ không đem hắn nhét vào phượng minh đại lục bên ngoài, mà là mang về nhà tộc ba người đều là thiên tri kiêu nữ, cửu đế gia tộc trực hệ tử đệ, mắt cao hơn đỉnh, các loại kinh tài tuyệt diễm thiên tài gặp nhiều, giang giật loại này cũng không tính cái gì, huống chi giang giật thân thể cũng bởi vì luyện hóa thiên thạch cho luyện hỏng. Đương nhiên, sau ngày hôm nay, giang giật tại trong lòng ba người phân lượng tăng thêm, nhất là y thiền cùng doãn nhược băng, nhìn về phía giang giật ánh mắt đều là đáng tiếc, rõ ràng lên một tia ái tài chi tâm. Giang giật bằng vào kim cương cảnh thực lực, không có chút nào bối cảnh thân phận, có dũng khí cùng một đám công tử tiểu thư cùng nhau đoạt thức ăn trước miệng cọp, bản thân cái này đã đáng quý. Hắn lựa chọn sử dụng vẫn là địa ngục cấp cửa ải, đây chính là y thiền các nàng cũng không dám chọn cửa ải A. À. Một đường vượt quan hắn không chỉ có không chết, cuối cùng lực áp các gia tộc sở hữu tuyệt thế thiên tài, thành công đoạt được ba kiện trí bảo. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ hắn thế mà cải biến huyền thần cung quy tắc, nếu như là bình thường người khẳng định sẽ nói giang giật đi vận khí cứt chó, nhưng ba người lại là rất rõ ràng, Cô luận giang giật là như thế nào đạt được cái này ba kiện bảo vật, đều tuyệt đối không phải là vận khí cướp chó. Huyền thần cung đoạt bảo đã tiến hành 70 vạn năm, một ngàn năm một lần, mặc dù có đôi khi huyền thần cung xuất hiện địa điểm quá mức vắng vẻ, dẫn đến không ai bằng lúc đi vào, nhưng hơn 70 vạn năm, có bao nhiêu công tử nhà giàu, tuyệt thế thiên tài từng tiến vào vì sao không ai lệch làm huyền thần cung cải biến quy tắc qua bản thân cái này liền là một kiện chuyện nghịch thiên. Ngươi nếu là có bản sự, Người một đêm mộ đạo bạch nhật phi thăng, để lão thiên vì ngươi cải biến quy tắc A. Thế nhân chắc chắn sẽ không nói ngươi đi vận khí cướp chó, ngược lại sẽ tán thưởng thiên tư tuyệt thế. Huyền đế cung hơn 70 vạn năm đều không có thay đổi quy tắc qua, hết lần này tới lần khác tại giang giật nơi này xuất hiện dị biến, cái này đã đã nói lên giang giật bất phàm. Nói minh huyền đế cung công nhận giang giật, có thể làm cho huyền đế cung tán thành, dưới gầm trời này còn có ai. Đáng tiếc, vô luận lại không phàm, hôm nay tại ba người xem ra, Giang giật cũng khó khăn trốn vẫn lạc chi vận rủi. Coi như y thiền cùng doãn nhược băng giờ phút này đứng ra, muốn bảo vệ giang giật cũng không làm nên chuyện gì, tà phi cùng kiếm vô ảnh chắc chắn sẽ không nể tình, ba kiện trí bảo hai người nhất định phải được. Sở dĩ trong mắt ba người đều lộ ra một tia đáng tiếc, y thiền càng là có chút phát ra khẽ than thở một tiếng. Tất cả chớ động, nếu không ta hủy khốn long thảo. Một tiếng kinh thiên quát lớn, đem ba người thân thể mềm mại chấn động đến run lên, khi Thiền cùng Doãn Nhược Băng đôi mắt thoáng cái sáng lên, ám đạo tiểu tử này thật thông minh, sự tình xem ra còn có chút chuyển cơ a. À. Bá bá bá, quả nhiên, kia hơn 70 tên thiên quân tại thời khắc này đều đứng tại giữa không trung, bọn hắn đều nhận được kiếm vô ảnh cùng tà phi truyền âm. Khốn Long thảo quá chân quý, có thể tẩy tủy dịch cân, bất kỳ người nào đạt được luyện hóa về sau thể chất đều sẽ đạt tới hoàn mỹ, tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, thứ này vận khí tốt có thể mấy năm xuất hiện hai gốc, vận khí không vài vạn năm cũng khó khăn gặp một gốc sở dĩ giờ khắc này tất cả mọi người không dám động vạn nhất giang giật hủy đi hộp ngọc vậy liền sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía giang giật trên tay một cái màu trắng hộp ngọc rất nhiều thần thức lặng yên nhô ra ý đồ xác định bên trong là không là khốn long thảo đáng tiếc hộp ngọc có cấm chế không ai có thể xác định bên trong là không là khốn long thảo không sai bên trong thật là khốn long thảo lên tiếng trước nhất ngược lại là doãn nhược băng nàng môi son khẽ mở nhẹ giọng nói ra ta cảm nhận được khốn long thảo khí tức. Doãn nhược băng thể chất đặc thù, nàng mọi người không người hoài nghi, kỳ thật giang giật mặc hỏa vân khải, khốn long thảo ở trên người hắn, điểm này cũng không khiến người ta chất vấn. Tiểu tử, ta là đông hoàng cửu đế một trong kiếm đế tôn tử kiếm vô ảnh, khốn long thảo cho ta đi, độn thiên thần kỹ cùng hỏa vân khải lưu cho ngươi, ta bảo vệ ngươi một thế vinh hoa phú quý. Ta là tà phi, ta gia thiếu tộc trưởng, giao ra khốn long thảo, ta cam đoan không ai có thể động ngươi, còn ban thưởng ngươi vạn thế vinh hoa. Tiểu tử, ta là Vũ Nghịch, Bắc Đế võ thương chính là ta ra ra, ngươi nếu là đem ba kiện bảo vật cho ta, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi như thế nào ta còn có thể để ngươi gia nhập võ điện. Ta gọi Đồ Long, gần như đồng thời, mấy đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, không chỉ có kiếm vô ảnh tà phi truyền âm, Vũ Nghịch Đồ Long lăng thất kiếm thế mà cũng truyền âm. Không thể không nói đằng sau ba người không cần mặt mũi, Giang Giật nếu là thật sự đem đồ vật cho ba người, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Giang giật người mặc hoa lệ màu đỏ chiến khải, cái này chiến khải cũng không phải là đơn thuần một kiện áo giáp, mà là một bộ, bao quát giày chiến, chiến khải, bao cổ tay, mũ giáp, đem giang giật toàn thân đều bao phủ đi vào. Chiến khải bởi một loại kỳ dị chất liệu rèn đúc, có các loại hoa lệ đồ văn, không chỉ có ngoại hình mỹ quan bá khí, phía trên còn lưu chuyển lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt, để giang giật cả người khí chất đại biến, từ xa nhìn lại tựa như một tôn vô địch thần đề, làm người ta không dám nhìn thẳng tốt, chư vị, biệt chuyện âm, hắn không biết phi hành, sở dĩ thân thể tự nhiên mà vậy hướng phía dưới rơi xuống, cũng may huyền thần cung biến mất, hắn thân thể trên không trung lướt đi, rơi vào đỉnh núi. Trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, ánh mắt đảo mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, bị nhân biết rõ tại hạ không có thực lực, đạt được ba kiện chân bảo là hoài bích thực tội, hôm nay không giao ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hạ cũng không có nuốt riêng chi ý, chư vị lại các loại chờ cho ta xong xuôi một sự kiện, cái này ba kiện bảo vật tựu giao ra, chư vị mỗi người dựa vào thực lực thu hoạch được như thế nào. Xoạt, Giang giật sứt lời dưới, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Giang giật như thế thượng đạo lại chuẩn bị đem ba kiện chí bảo chắp tay nhường cho vũ nghịch đồ long lăng thất kiếm nhãn tỉnh sáng lên, ba người vốn cho rằng không có cơ hội, lại có chuyển cơ nếu là ba người đạt được trọng bảo, ta ra cùng phi mã hoàng triều người khẳng định không dám giết chết ba người đi. Ta phi cùng kiếm vô ảnh đôi mắt cũng sáng lên, hai nhà đều cường giả như mây, có thể nhất thu hoạch được bảo vật khẳng định là hai người, chỉ cần giang giật không hủy đi khốn long thảo, kia cái gì đều tốt nói. Y thiền cùng doãn nhược băng lại liếc nhau, hai người trong con người đều hiện lên một tia nghi hoặc, giang giật tại trên cầu nại hà kia quật cường vĩnh viễn không cúi đầu dáng vẻ, giờ phút này còn phù doãn nhược băng trong đầu, trong lòng nàng giang giật tuyệt đối không phải loại kia dễ dàng khuất phục người, hắn đây là vì cái nào y thiền cùng giang giật từng có tiếp xúc mấy lần, cũng tin tưởng giang giật tuyệt không phải loại kia vì mạng nhỏ, đơn giản khuất phục người một đạo ngạo nghễ thanh âm vang lên, đem hai người từ trong trầm tư kéo trở về, tà phi khóe miệng cong lên một cái tà khí độ cong, nhàn nhạt, nhạt nói ra, người muốn làm chuyện gì chỉ cần không quá phận, bản công tử giúp ngươi làm như thế nào. Kiếm vô ảnh không cam lòng yếu thế bĩu môi, nói ra, coi như quá phận, bản thiếu ra cũng có thể giúp ngươi làm. Cắt cắt chương 620, Giang công tử, người tốt. Ha ha, hai vị an tâm chớ vội, Giang giật đứng tại đỉnh núi, bốn phía giữa không trung đều là thiên quân cường giả, khoảng cách bất quá mấy trăm trượng, nhưng hắn lại nửa điểm không lo lắng, bởi vì hắn trên tay nguyên lực vần quanh, chỉ cần nhẹ nhàng bóp khốn long thảo liền sẽ hủy đi. Hắn dừng một chút, đột nhiên có chút lúng túng nói ra, đúng rồi, ai biết? Làm sao truyền âm a? Ta sẽ không truyền âm chi thuật. Ha ha ha! Phía dưới một đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười vang. Y Thiền Doãn nhược băng lăng thi nhã cũng không chỉ có cười một tiếng, cái này truyền âm chi thuật võ giả đều hiểu. Giang giật thực lực đạt tới kim cương cảnh lại vẫn sẽ không truyền âm. Lăng thi nhã hắng giọng một cái, mở miệng nói, người đồ đần, chỉ cần có thần thức, để thần thức khóa chặt đối phương, đem ngươi lời muốn nói, dùng thần thức chuyển hóa làm ý niệm, liền có thể đơn giản cùng hắn truyền âm. A à, à, đa tạ nhã tiểu thư, Giang giật nhẹ gật đầu, hướng tà phi cùng kiếm vô ảnh nhìn thoáng qua nói, để các ngươi người lui ra phía sau ba ngàn trượt, ta chỉ cần truyền âm hỏi một sự kiện, lập tức đem bảo vật chắp tay nhận nhau, nếu không hắc hắc, tà phi cùng kiếm vô ảnh biến sắc, lui ra phía sau ba ngàn trượng, kia vũ nghịch y thiền các nàng cũng có cơ hội đoạt bảo, chẳng lẽ lại giang giật là nghĩ đầu nhập vào nào đó một gia tộc hắn muốn truyền âm chẳng lẽ chính là vì tự mình tiếp xúc. Tà phi ánh mắt hướng tà quân nhìn thoáng qua, cái sau trong con người hiện lên một tia lãnh quang, vung tay lên nói toàn bộ lui ra phía sau. Hiu, ta ra tất cả mọi người hướng nơi xa bay đi, tà quân lại hướng giang giật phái trào, trong mắt lóe lên một đạo yêu diễm hồng quang, mở miệng nói, vị công tử này, tà ra rất có thành ý, hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc. Vốn là một câu phổ phổ thông thông lời nói, nhưng giờ khắc này y thiền doãn nhược băng vũ nghịch đám người sắc mặt cũng thay đổi, y thiền còn đột nhiên truyền âm, giang giật, cẩn thận, tà quân đối linh hồn ngươi công kích. Ông, các loại chờ giang giật giật mình lúc, tựa hồ đã muộn, hắn cảm giác một cỗ vô hình năng lượng đột nhiên tiến vào trong đầu của chính mình kia vô hình năng lượng tựa như số vạn hồng sắc châm nhỏ hướng linh hồn hắn trong thức hải đến tốc độ như gió chỉ điện giật, chỉ là trong nháy mắt tựu đã tới linh hồn thức hải của hắn bên trong. Công kích linh hồn hư, Giang giật hư lạnh một tiếng, linh hồn bên trong 36 thanh hồn kiếm toàn bộ bay múa, chờ kia số vạn hồng sắc châm nhỏ xông tới, lập tức như từng đạo kinh hồng hướng châm nhỏ phóng đi. Dầm dầm dầm, linh hồn trong thức hải vang lên từng đạo im ắng tiếng nổ, kia mấy vạn châm nhỏ bị hồn kiếm vô tình nhiên ép, chỉ là trong chớp mắt toàn bộ bị hủy diệt, 36 thanh hồn kiếm không chút nào không tổn hao gì. Tà quân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cong vẹo hướng phía dưới bay đi. Tại thời khắc này Giang giật cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt của hắn lộ ra một vòng tức giận, quát lớn nói, đến mà không trả lễ thì không hay, dám đánh lén ta đi chết đi. Suy suy, Giang giật mi tâm hồng quang lóe lên, 36 thanh hồn kiếm hóa thành thần quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào tà quân mi tâm, tà quân công kích linh hồn bị Giang giật phá vỡ, linh hồn bị phản vệ gặp thương tích, nào nghĩ tới giang giật như thế quả quyết, dám phản công nhất thời phía dưới lại bị giang giật hồn kiếm nhẹ nhõm vọt vào linh hồn thức hải, cho hắn kịp phản ứng lúc kia 36 thanh hồn kiếm đã đột nhiên hướng linh hồn hắn đánh tới. Phốc, tà quân lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể run lên mắt trợn trắng lên, khi tức lại dần dần biến yếu, thân thể bất lực hướng phía dưới rơi xuống. ầm, um, tà quân thân thể nện đến phía dưới mặt đất chấn động, cũng làm cho toàn trường võ giả cả kinh sững sờ. Vừa rồi tà quân đánh lén, giang giật phá vỡ của hắn linh hồn công kích, lại đến giang giật phản sát, chỉ bất quá trong chớp mắt thời gian, rất nhiều người chỉ thấy tà quân hướng giang giật thở dài, sau đó thân thể tựu bất lực rơi xuống, trong nháy mắt chết đi, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. a à, y thiền cùng doãn nhược băng lần nữa liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh, tà quân tà thuật thế nhưng là trọng điểm công kích linh hồn, thực lực mặc dù là hạ giai thiên quân, nhưng công kích linh hồn quỷ dị, tại tà gia cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật. Coi như vừa rồi giang giật phản sát lúc quá mức đột nhiên, tà quân cũng không có khả năng bị miểu sát a à cái này chỉ có một lời giải thích, giang giật công kích linh hồn coi như so ra kém tà quân, khẳng định cũng sẽ không kém quá xa. Đạt được cái kết luận này, hai người đôi mắt đẹp đều phát sáng lên, công kích linh hồn từ trước đều quỷ dị khó dò, như linh hồn không mạnh, có hay không linh hồn phòng ngự bảo vật, tao ngộ công kích linh hồn chết như thế nào cũng không biết. Giang giật công kích linh hồn mạnh như thế, quyển kia thân liền là một tên đáng giá mời chào nhân tài. Ách, trên thực tế, giờ phút này Giang Giật cũng bị mộng, vừa rồi tà quân đánh lén hắn, hắn dưới cơn nóng giận đi phản sát, căn bản không nghĩ tới kết quả. Hắn chỉ là đơn thuần trả thù, lại không nghĩ rằng miểu sát một tên thiên quân, thoạt nhìn vẫn là thực lực không tệ thiên quân cái này hồn kiếm lực công kích như thế hung tàn. Kỳ thật Giang Giật cùng y thiền doãn nhược băng bọn người không biết vừa rồi tình huống cụ thể, tà quân vừa rồi thả ra một loại đặc thù tà thuật, ý đồ trong nháy mắt khống chế Giang Giật, cầm xuống ba kiện bảo vật, hắn vạn vạn không nghĩ tới giang giật cũng hiểu công kích linh hồn, sở dĩ bỗng chốc bị giang giật phá vỡ, để linh hồn hắn phản phệ thụ thương. Về sau giang giật lập tức phản sát, tập kích phía dưới càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thật muốn luận công kích linh hồn, giang giật so với hắn còn kém xa. Hắn bất quá là mã thất tiền đề, một bước sai từng bước sai, rơi vào vực sâu vạn trượng thôi, như hắn ngay từ đầu tự vận dụng nhất cường đại công kích linh hồn, giang giật giờ phút này khẳng định đã chết. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu toàn trường đều bị kinh hãi phi mã hoàng triều cường giả vốn cũng muốn đánh lén nhưng giờ phút này cũng không dám động thủ cũng không phải là sợ giết không được giang giật chỉ là sợ chọc giận hắn đem khốn long thảo cho hủy đi quân thúc một đạo nổi giận gào lên đau xót vang lên tà phi trợn mắt muốn nứt nhìn qua giang giật lại nhất thời ở giữa không dám nói gì vạn nhất giang giật mang theo ba kiện bảo vật đầu nhập vào kiếm vô ảnh tà quân tự chết vô ích còn không lui về phía sau Giang giật dơ cao chứa khốn long thảo hộp ngọc, ánh mắt lạnh lùng tại phi mã hoàng triều thiên quân cường giả trên thân đảo qua, kiếm vô ảnh hướng phi kỵ nhìn thoáng qua, cái sau lập tức trầm giọng nói toàn bộ lui ra phía sau. Hưu, tất cả thiên quân cường giả đều lui ra phía sau ba ngàn trượng khoảng cách, như thế khoảng cách mặc dù giống nhau chớp mắt liền có thể đến, nhưng không ai có nắm chắc nhiều sát giang giật, dù sao hắn mặc ngụy thần khí hỏa vân khải, như chọc giận hắn, ai cũng đừng nghĩ đạt được khốn long thảo. Ta thiếu, Giang giật ánh mắt lúc này mới chuyển hướng tà phi nói, Giang mỗ không muốn cùng các ngươi gia tộc kết thù, nhưng nhà ngươi người đánh lén phía trước, Giang mỗ phản sát hắn, không quá phận a à. Không, quá phận, ba chữ cơ hồ là theo tà phi trong kẽ răng đụng tới, không bằng hắn con ngươi nhất chuyển, rất nhanh cưỡng ép đè xuống nội tâm đem Giang giật xé thành thịt nát tức giật, lạnh lùng nói tất cả mọi người nghe, ai dám ngông cuồng hành động, đắc tội vị này. Công tử, bản công tử định giết không tha, cửu đế gia tộc tử đệ quả nhiên bất phàm, Giang giật thầm than một tiếng, không tiếp tục để ý hai người, mà là ánh mắt nhìn về phía phía nam ngàn trượng chi không gian bên ngoài bên trong y thiền, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, y tiểu thư, đã lâu không gặp. Bá bá bá, rất nhiều sắc mặt người biến đổi, Giang giật cùng y thiền nhận biết chẳng lẽ lại hắn nghĩ đầu nhập vào y thiền tà phi cùng kiếm vô ảnh trong mắt lãnh quang lóe lên, lặng yên hướng thủ hạ nháy mắt ra dấu, ra hiệu như Giang giật có hành động thiếu suy nghĩ trực tiếp chém giết, khốn long thảo bọn hắn không chiếm được. Y Thiền cũng đừng hòng đạt được. Y Thiền mang theo mặt nạ thấy không rõ thần sắc trên mặt, một đôi đôi mắt trong sáng bên trong ngược lại là có thể nhìn thấy uyển chuyển ý cười, nàng thế mà chắp tay hoàn lễ, nhẹ giọng nói ra, Giang công tử, Ngươi tốt. mươi 621, Ngươi cũng đã biết, Y Phiêu Phiêu, Y Thiền thanh âm rất êm tai, uyển ước thanh tuyến mềm mại tản vào trong không khí tựa như nỉ non cạn hát, nàng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cướp đoạt Giang giật trên thân bảo vật tâm tư, bởi vì nàng biết rõ coi như cầm giang giật bảo vật, hôm nay cũng không giữ được hắn. Bất quá nàng cái này vừa chắp tay cùng một câu giang công tử, ngược lại để rất nhiều nam tử ánh mắt lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Người khác không biết, lăng thất kiếm bọn người ngược lại là rõ ràng nhất, vị này Phật đế gia Minh Châu đến cỡ nào tâm cao khí ngạo, đừng nói thượng cổ thế gia con em, coi như cửu đế con em của gia tộc, có thể làm cho nàng xưng một tiếng công tử có thể đếm được trên đầu món tay. Bên kia giang giật nhẹ gật đầu, Lần nữa mở miệng nói, lần trước may mắn tiểu thư cứu giúp, nếu không Giang mỗ sớm đã tan xương nát thịt, Giang Mộ cảm ơn tại tâm. Giang giật, để toàn trường bầu không khí lại trở nên phá lệ ngưng trọng, rất nhiều thiên quân đã vận sức chờ phát động, như Giang giật thật hiến vật quý, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào giết chết, rất nhiều nhân thần thức gắt cao khóa chặt hai người, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Y Thiền khẽ vuốt cằm, cũng không nói gì thêm, đôi mắt trong sáng xa xa cùng Giang giật đối mặt, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì một bộ váy trắng bị gió nhẹ quét khẽ đung đưa, tóc tím bay múa như chiếc tiên hạ phàm. Giang giật cũng không nói gì thêm, thần trí của hắn phát tán ra, khóa chặt y thiền bắt đầu truyền âm. Không sai, hắn muốn làm sự tình, liền là hỏi thăm y thiền liên quan tới y phiêu phiêu sự tình, hắn tới này huyền thần cung, cũng không phải tới tầm bảo, mà là tìm đến y thiền, giờ phút này có thể gặp mặt đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội. Hắn thần thức khóa chặt y thiền, bắt đầu vụng về truyền âm, kết quả nhưng không có thành công, Kỳ thiền truyền âm ngược lại là rõ ràng vang lên ở trong đầu hắn. Giang công tử, người truyền âm cần làm chuyện gì? như nghĩ hiến vật quý tại ta, rất không cần phải. Ngày đó cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, mà lại nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi đem bảo vật cho ta, ta cũng không có cách nào bảo vệ ngươi. Ta ra cùng phi mã hoàng triều cường giả nhiều lắm. Giang giật truyền âm hai lần sau lại lần thất bại. Kỳ thiền trợn trắng mắt bắt đầu truyền âm, nói cho hắn biết làm sao truyền âm chi pháp. Giang giật một tính cũng không tệ, rất nhanh nắm giữ chỗ mấu chốt hắn truyền âm nói y tiểu thư ta tìm ngươi cũng không phải là tìm kiếm ngươi che chở ta chỉ muốn hỏi ngươi nghe ngóng một người ngươi cũng đã biết y phiêu phiêu y phiêu phiêu y thiền lông mày một đám truyền âm tới nói danh tự này ta còn là lần đầu tiên nghe nói trong nhà tộc nhân giống như cũng không có để cho y phiêu phiêu ách giang giật biến sắc còn ngươi lấp lóe vài vòng nhanh chóng truyền âm nói danh tự này có thể là không phải thật sự tên y tiểu thư tha thứ tại hạ mạo muội ta từng nghe nói qua người có cái cô cô mất tích nhiều năm không biết nàng có thể đi qua thiên tinh đại lục ta có cái thân nhân gọi y phiêu phiêu, chừng 30 tuổi, thực lực rất mạnh địa vị cũng rất lớn, nàng nói đến tự đông hoàng đại lục, phải chăng? Liền là ngươi cô cô, không phải, y thiền truyền âm để giang giật linh hồn chấn động, ta cô cô gọi áo phi tiên, nàng chưa từng rời đi đông hoàng đại lục, tại 20 năm trước đã về cõi tiên, tuyệt đối không phải giang công tử muốn tìm người. Oanh, giang giật linh hồn bên trong tựa như nổ lên kinh lôi, sắc mặt hắn thoáng cái ảm đạm xuống tới, thật vất vả tìm tới một điểm manh mối, thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh tìm tới y thiền, lại bị cáo chi y phiêu phiêu lại không phải Phật đế nữ nhi, cái này khiến hắn rất thất vọng, rất uể oải. Hắn cũng không phải là bởi vì hắn không phải Phật đế ngoại tôn mà uể oải, y phiêu phiêu địa vị rất lớn, nhà mẹ đẻ của nàng coi như so ra kém Phật đế ra cũng sẽ không chênh lệch rất xa. Hắn thất vọng là không thể mau chóng nhìn thấy y phiêu phiêu. Hắn sừng sốt một chút, rất nhanh một lần nữa tỉnh lại, giờ phút này không phải thất lạc thời điểm, vạn nhất bị người đánh lén hắn đem vạn kiếp bất phục. Hắn trong con ngươi lại sáng lên một chút ánh sáng, rất là mong đợi truyền âm cho y thiền nói, kia y tiểu thư, có thể từng nghe nói qua dư ôn người này. Giang giật từng hướng tề lão nghe ngóng dư ôn, nhưng tề lão hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này mới có chút hướng y thiền hỏi thăm suy nghĩ. Cửu đế gia tộc là thiên tinh giới chúa tể, khẳng định biết rõ không ít tân bí, dư ôn người này như thật tồn tại, Y Thiền khẳng định biết rõ. Ai ngờ, Y Thiền đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, rất nhanh truyền âm tới, thật có lỗi, Giang Công Tử, ta chưa từng nghe nói qua dư ôn người này, thiên tinh giới cường giả ta hẳn là đều có chỗ hiểu rõ, nhưng... Không có dư ôn người này, oanh, Giang giật triệt để mộng, Y Thiền cũng không biết dư ôn kia dư ôn người này thật tồn tại sao là Y Phiêu Phiêu đang gạt hắn vẫn là dư ôn chỉ là cái dùng tên giả hay là dư ôn chỉ là cái tiểu nhân vật, Y Thiền thân phận tôn quý cũng không hiểu biết bất luận là loại tình huống nào giang giật đều cảm giác đầu một trận lớn y phiêu phiêu cũng không phải là phật đế ra người lại không có dư ôn người này đông hoàng đại lục hảo hãn vô biên hắn lại nên đi cái nào tìm y phiêu phiêu con của ta người tốt ta gọi y phiêu phiêu là người cái kia không xứng trước mẫu thân mẫu thân cũng rất không muốn rời đi ngươi vứt bỏ ngươi mẫu thân là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng con của ta nếu là chúng ta hai mẹ con đời này tử không có thể lại gặp nhau xin đừng nên bi thương đây là lên trời cho chúng ta số mệnh. Mẫu thân vĩnh viễn sẽ yêu ngươi, nghĩ ngươi, niệm tình ngươi. Y phiêu phiêu tấm kiệt tuyệt mỹ từ ái mặt, lúc này lại phù giang giật trong đầu, nàng lưu lại ngữ cũng trở về vang lên, giang giật đầy mắt không dám tin, thất thần thì thào, không có khả năng, mẫu thân sẽ không gạt ta, dư ôn người này nhất định tồn tại, ta nhất định muốn tìm tới hắn, nhất định muốn tìm tới mẫu thân. Trong lúc vô tình, giang giật đã lệ rơi đầy mặt, hắn nhắm mắt lại đem đầu xoay lái đi, không muốn để cho mọi người thấy hắn không chịu nổi dáng vẻ thế nhưng là mọi người toàn bộ đều đang ngó chừng hắn xem như thế nào lại không phát hiện được đâu doãn nhược băng cùng lăng thi nhã không biết giang giật cùng y thiền nói cái gì bất quá các nàng đều cảm thấy giang giật nội tâm bi thương và khổ tịch nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a y thiền không nói gì cũng không tiếp tục truyền âm lẳng lặng nhìn qua giang giật nhìn qua hắn quật cường quay đầu ra đi nàng chỉ sợ là toàn trường hiểu rõ nhất giang giật vì sao rơi lệ người cái kia y phiêu phiêu chắc là giang giật rất thân cận người a à, nàng đột nhiên có cái kỳ quái ý nghĩ giang giật tới này huyền thần cung vượt quan không phải là vì hướng nàng cầu vấn y phiêu phiêu tin tức đi giang công tử truyền âm truyền đi không sai biệt lắm a à, chúng ta chờ ở tại đây rất vất vả nếu là y thiền tiểu thư không giúp được ngươi ta tả phi có thể một đạo u lãnh thanh âm vang lên tả phi hơi không kiên nhẫn bọn hắn làm sao lại nhìn không ra giang giật cùng y thiền tại truyền âm tà quân chết để bản thân hắn ủ một đám lửa, có thể đợi được đã coi là không tệ. Thúc, thúc ngươi a à. ai ngờ, giang giật đột nhiên nhìn hầm hầm tà phi quát lớn, hắn vung tay lên, sơ cao khốn long thảo, làm bộ muốn rất bộ dáng, một cái tay khác chỉ phía xa phi thiên, không đợi tà phi nói chuyện tự quát, người muốn khốn long thảo có phải hay không rất đơn giản, đi đem phi thiên xử lý, khốn long thảo cùng độn thiên, cùng trên người ta hỏa vân khải đều là ngươi. À, Toàn trường mắt trợn tròn, dám như thế mắng Tà Phi người, giang giật sợ là cái thứ nhất a à bất quá nghe phía sau câu nói kia, mọi người lại bá 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 hướng chổi bay đi, Phi Thiên lập tức hổ khu run lên, cách đó không xa Phi Kỵ cũng biến sắc. Tà Phi nghe được phía trước câu nói kia, bản năng nổi giận, nhưng nghe đến đằng sau câu nói kia lại mạnh mẽ áp chế nội tâm lửa giận, ánh mắt u lãnh hướng Phi Thiên nhìn lại. Hưu, Phi Thiên bị mấy chục đạo sát khí khóa chặt, trên mặt lập tức không có nửa điểm huyết sắc, hoảng sợ hướng Phi Kỵ bay đi quát to, đại ca, cứu ta. chương 622, Độn Thiên, Ngu Xuẩn, Phi Kỳ quát lạnh một tiếng, sắc mặt yên lặng cũng không để ý tới Phi Thiên, ánh mắt xa xa cùng Tà Phi đối mặt. Ha ha, Tà Phi cười lạnh, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói, muốn ngồi sơn xem hổ đấu đục nước béo cỏ người cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất không tệ a à, bớt nói nhiều lời. Giao không giao bảo vật, không giao bản thiếu để ngươi hối hận làm người. Giang giật ào ào cười một tiếng, không tiếp tục để ý tà phi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía kiếm vô ảnh nói, kiếm thiếu đúng không nếu không ngươi giúp ta chuyện này ta cho ngươi khốn long thảo như thế nào. Bá bá bá, lần này phi kỵ cùng phi thiên sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch, tà phi cũng gấp, kiếm vô ảnh muốn giết phi thiên kia thật là chuyện một câu nói, như kiếm vô ảnh động thủ thật, khốn long thảo chẳng phải về kiếm vô ảnh. Ha ha ha, kiếm vô ảnh sừng sững tại kim sĩ sí đại bằng điều phía trên, thân thể mặc dù nhỏ, khí thế trên người nhưng không để khinh thường, thanh âm hắn rất non nớt lại giả vờ làm người lớn cuồng tiếu vài tiếng, lãnh ngạo nói ra, phi ra cùng kiếm ra thế hệ giao hảo, đừng nói chỉ là khốn long thảo, coi như ngươi cầm huyền thần đao, bản thiếu ra cũng sẽ không động thủ, hai nhà chúng ta quan hệ há lại cho ngươi khích bác. Phi kỵ cùng phi mã hoàng triều cường giả lập tức cảm động không thôi, phi kỵ dẫn đầu hướng kiếm vô ảnh không người hành lễ, quát khẽ nói ảnh thiếu cao thượng, dám không quên mình phục vụ mệnh. Vũ nghịch đồ long lăng thất kiếm bọn người khẽ vuốt cầm là kiếm vô ảnh thông minh cùng khí độ chỗ tán thưởng trong lòng nguyên bản khinh thị cũng thu vào kiếm ra cái này thật linh thể quả nhiên bất phàm mặc kệ hắn ra ngoài bản tâm vẫn là giả bộ ra vẻ chỉ ít phi ra về sau sẽ dốc toàn lực duy trì hắn kiếm vô ảnh cười nhạt một tiếng lại có mấy phần đại nhân dáng vẻ ánh mắt của hắn nhìn về phía giang giật rất hào khí vung tay lên nói việc này đủ không được chuyện khác dễ nói điều kiện cứ nói giang giật con người nhất chuyển ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vũ nghịch trên mặt lộ ra một tia quỷ mị nụ cười, chỉ một ngón tay nói, đã như vậy, kiếm thiếu giúp ta đem vũ nghịch công tử hai tay hai chân cắt ngang, hoặc là đem hắn y phục lột, ta tự cho người bảo vật như thế nào. Toàn trường lại trợn tròn mắt, tại sao lại nhắc lên vũ nghịch chẳng lẽ lại giang giật cùng vũ nghịch có thù trước mắt bao người đoạn hai tay của hắn hai chân hoặc là y phục lột hắn đời này sợ là đừng nghĩ ngẩng đầu, cái này cỡ nào lớn thù a C, y thiền ba người đều khẽ gắt một tiếng, lăng thi nhã trên mặt còn hiển hiện hai đóa hồng vân, Doãn Nhược Băng thần sắc tương đối bình tĩnh, bất quá trong con ngươi cũng hiện lên một tia nổi giận, giang giật người này nhìn hơi bất nhã, vừa rồi tự mở miệng nói bẩn, lại muốn đảo Vũ Nghịch y phục. Ngươi, Vũ Nghịch một mực rất chú ý phong độ, rất ít trước mặt mọi người nổi giận, giờ phút này lại giận không thể nghỉ, hắn phun lửa con ngươi nhìn chằm chằm giang giật âm thanh lạnh lùng nói, người ta vốn không quen biết, không oán không cừu, vì sao muốn nhục nhã tại hạ? Ha ha ha, Giang giật lạnh lùng cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là ánh mắt nhìn về phía kiếm vô ảnh, chờ đợi quyết đoán của hắn. Không sai, vũ nghịch cùng hắn là không có thù, nhưng hắn cùng võ điện thù kết lớn. Hắn cũng tin tưởng, sau khi sự tình lần này thân phận của hắn sẽ lợi mã lộ ra ánh sáng. Không chỉ là vũ nghịch, đồ long tà phi mấy người cũng hội thu thập tư liệu của hắn, hắn tại thiên tinh đại lục phượng minh đại lục thú nhân đại lục làm sự tình, sẽ bị mọi người nắm giữ. Coi như không tính là cố thù, sau ngày hôm nay hắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành những công tử này bọn họ đối tượng phải giết, thậm chí lăng thi nhã cùng doãn nhược băng gia tộc đều có thể đuổi giết hắn. Sở dĩ, hắn không cố kỵ gì, giờ phút này nếu là có thể đòi lại một chút lợi tức, hắn tự nhiên sẽ rất vui vẻ, tự xem kiếm vô ảnh phải chăng đủ thông minh, có hay không cái này quyết đoán. Kiếm vô ảnh trầm mặc, tà phi cũng trầm mặc, hiển nhiên là tính được mất. Vũ nghịch sắc mặt bắt đầu thay đổi, bên cạnh hắn hai tên thị nữ cùng một vị ám vệ khẩn trương đến ghê gớm, vạn nhất kiếm vô ảnh cùng tà phi vì khốn long thảo không tiếc đắc tội vũ gia, vũ nghịch hôm nay hoặc là hội gãy tay gãy chân, hoặc là liền sẽ bị lột sạch. Phốc phốc, doãn nhược băng lúc này lại đột nhiên cười thần bí, đem y thiền cùng lăng thi nhã ánh mắt đều hấp dẫn tới, lăng thi nhã hiếu kỳ truyền âm hỏi, băng tỷ tỷ, người cười cái gì nha? Doãn nhược băng xem xét giang giật một chút, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử này quá lớn gan. Hắn đây là muốn cùng người trong thiên hạ là địch ha, sau lần này, sợ là muốn bị vô số nhà tộc truy sát. Truy sát, lăng thi nhã không hiểu nháy nháy mắt, mơ hồ hỏi, hắn lần này còn có thể sống mệnh coi như hiến vật quý cũng phải chết đi. a à, y thiền thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp phát sáng lên, nhẹ giọng lại gần nói ra, chúng ta đều quên một sự kiện, tiểu tử này lá gan hoàn toàn chính xác so thiên còn lớn hơn, thế mà đem toàn trường người đều làm hầu tử đùa nghịch. Lăng thi nhã còn không có hiểu, bên cạnh lăng thất kiếm khoảng cách ba người rất gần, nghe được ba người xì xào bàn tán, hắn nồng đậm mày kiếm vẩy một cái, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, độn thiên. Mọi người vừa mới bị truyền tống ra không lâu, vừa ra tới tà ra cùng phi mã hoàng triều đại quân liền bắt đầu cướp người. Giang giật sau khi ra ngoài, bầu không khí càng là dương cung bạt kiếm, sở dĩ không nhiều người nghĩ, tâm đều kéo căng, mật thiết chú ý giữa sân thế cục biến ảo, nào có suy nghĩ suy nghĩ sự tình khác. Vừa rồi Giang giật hết lần này đến lần khác muốn mượn đao giết người, thần sắc nhẹ nhóm, không có nửa điểm chờ chết giác ngộ, này mới khiến Doãn Nhược Băng kỳ quái. Giang giật nếu không phải đồ đần, kia tất có cầm. Giữa sân nhiều như vậy cường giả, hắn vừa rồi kia công kích linh hồn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng nếu muốn giết ra một con đường máu chạy thoát, kia là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ Doãn Nhược Băng rất tự nhiên nghĩ đến độn thiên thần ký, lại nghĩ tới Giang giật giống như đạt được bảo vật đã có nửa tháng. Thời gian nửa tháng hắn đã có thể luyện hóa hỏa vân khải, kia vì sao không thể lĩnh hội độn thiên. Mặc dù nàng không biết độn thiên cụ thể có bao nhiêu nghiêu nhưng mặt chữ bên trên ý tứ đã rất rõ ràng, cái này độn thiên khẳng định là độn loại thần thông, nói một cách khác giang giật giờ phút này có thể bình tĩnh như thế, hắn khẳng định có biện pháp bỏ chạy. Không được, doãn nhược băng đã có thể đoán được, tà phi mấy người cũng không phải người ngu, ngược lại tà phi thông minh tuyệt luân, bằng không hắn cũng sẽ không cái thứ nhất sớm truyền tống ra. Hắn con người nhất chuyển nghĩ thông suốt sự tình, vung tay lên, quát khẽ công kích, giết hắn cho ta. Kiếm vô ảnh xem xét tà phi động, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, thanh âm non nớt vang lên, động thủ, cho bản công tử bắt lấy hắn. Hưu, hơn 70 thiên quân lập tức hóa thành cuồng phong hướng giang giật lao đi, bất quá đều không có mạo muội công kích, giang giật trong tay thế nhưng là cầm khốn long thảo A, à, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không muốn đem thiên địa này linh dược hủy đi. Hừ, giang giật không chút hoang mang, trong tay khốn long thảo đột nhiên biến mất, toàn thân sáng lên vạn trượng hồng quang, một cái tay tại hư không vạch một cái, không trung lập tức vỡ ra một cái khe, hắn thân thể như thiểm điện xông vào trong khe hở. Chúng thiên quân mặc dù thả ra cường đại uy áp, nhưng hắn người mặc hỏa vân khải nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Còn muốn trốn, Giang giật trơ mắt ở trước mặt mọi người biến mất, chúng cường giả giận tím mặt, toàn bộ hướng cái khe kia chen chúc mà đi, muốn cùng xông vào vết nứt không gian bên trong, đem Giang giật bắt sống có lẽ chém giết suy suy, nhưng vết nứt không gian bên trong sáng lên một đạo bạch quang cùng một đạo lãnh quang, mấy chục đạo quang mang mà ra, đánh chúng vào sông lên phía trước nhất ba tên thiên quân thần thuẫn. a à, ba tên thiên quân hét thảm lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành trọng thương, mặc dù không chết nhưng bộ dáng cũng là cực thảm, có dưới một người nửa người đều bị đốt không còn. Tinh thần chi lực, thiên địa kỳ hỏa, hắn dư cương vừa đến gần thiên quân biến sắc lập tức lui nhanh, tinh thần chi lực chuyên phá thiên quân thần thuẫn, này thiên địa kỳ hỏa nhiệt độ quá cao, hạ giai thiên quân căn bản gánh không được. Bông, kinh khủng nhiệt độ cao đem trên đỉnh núi mấy chỗ rừng cây nhỏ dẫn đốt, hùng hùng liệt hỏa phóng lên tận trời, hỏa quang đem tà phi kiếm vô ảnh vũ nghịch bọn người âm trầm tới cực điểm mặt, chiếu rọi đến một mảnh đỏ, cũng đem y thiền doãn nhược băng lăng thi nhã ba người lóe sáng con ngươi, chiếu rọi đến sáng lên mấy phần. Chương 623, nơi nào là ra? Độn Thiên, ta hiểu được, là Độn Thiên. Nhìn qua chậm rãi khép lại vết nứt không gian, Lăng thi nhã hậu chi hậu giác kinh hô lên. Y thiền cùng doãn nhược băng liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, hai người tin tưởng giang giật nhất định có thể trốn qua truy sát. Cái này độn thiên thần kỹ đã có thể xếp hạng tại hỏa vân khải hỏa vân cung phía trên, khẳng định không phải đơn giản độn pháp, phổ thông thiên quân muốn truy sát nhất định rất khó khăn. Truy, đuổi theo cho ta, không chém giết kẻ này, bản công tử thề không làm người. Tà phi nổi giận tiếng vang lên, ta ra mười mấy tên thiên quân hướng bốn phương tám hướng lao đi thần thức mở rộng tìm kiếm giang giật hành tung tìm nhanh chóng tìm điều động phi thiên hoàng triều sở hữu cường giả cho ta đi tìm kiếm vô ảnh một tấm gương mặt thanh tú cũng bóp méo hắn nghiến răng nghiến lợi quát khẽ phi kỵ vung tay lên phi thiên hoàng triều cường giả lập tức hướng bốn phương tám hướng bay đi một bên tìm kiếm một bên đưa tin điều động phi thiên đại lục võ giả truy tra manh mối hư vũ nghịch trùng điệp hư một cái mang theo một tên ám vệ cùng hai tên thị nữ phá không mà đi đồ long cũng theo sát phía sau rời đi. Bốn phía những cái kia vượt quan lớn nhỏ gia tộc võ giả hóa thành chim thú bốn phía tán đi, tà phi cùng kiếm vô ảnh giờ phút này tâm tình có thể rất kém cỏi một cái không tốt chớ để cho dính líu. Lăng thất kiếm cũng không quản bọn họ, chắp tay cười nói, băng tiểu thư, thiên tiểu thư, cho hay xem hết, đoạt bảo cũng kết thúc, chúng ta muốn đi phi mã hoàng thành, lại truyền tống về đông hoàng đại lục, nếu không cùng đi. Tốt ha, doãn nhược băng nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển hướng y thiền, uyển chuyển cười nói còn không có chúc mừng thiền tỷ tỷ đạt được ba kiện bảo vật đâu đúng nga thiền tỷ tỷ thật là lợi hại nha lăng thi nhã sùng bái nói ha ha lợi hại hơn nữa còn không phải bị người rút thứ nhất y thiền cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn về phía phương xa nhìn một cái lúc này mới vung tay lên nói náo nhiệt xem hết đi thôi cùng một chỗ hồi trở lại đông hoàng đại lục bất quá về sau chắc hẳn hội càng náo nhiệt hưu bốn người mang theo mỗi cái gia tộc ám vệ hóa thành lưu quang hướng phía nam bay đi rất nhanh biến mất ở phía xa trên bầu trời. hưu ta phi cùng kiếm vô ảnh phi kỵ bọn người bay lên không hướng phi mã hoàng thành bay đi. phía dưới ẩn tàng vô số xem náo nhiệt võ giả toàn bộ cũng bay ra, đầy khắp núi đồi đều là người, tiếng nghị luận cũng vang vọng không ngừng. đương nhiên những này tiếng nói chuyện bên trong, vị kia thần bí giang công tử bị người thảo luận nhiều nhất. sau lần này giang công tử cái tên này cũng sẽ truyền khắp thiên tinh giới rất nhiều đại lục, giang giật cũng coi như thanh danh vang rội. dù sao có thể xông địa ngục cấp cửa ải có thể còn sống ra, năng lực áp cửu đế gia tộc tử đệ đạt được trước ba trí bảo, cuối cùng ra còn trêu đùa chúng công tử một phen, bản thân cái này thật là khó lường sự tình. Lần này cửu đế gia tộc mặc dù còn có hai nhà con em chưa hiện thân, rất nhiều thượng cổ thế gia, ẩn thế đại tộc con em cũng không đến đoạt bảo, nhưng coi như những này tử đệ tới lại như thế nào có thể mạnh hơn y thiền cùng tà phi giang giật năng lực áp cửu đế gia tộc thế hệ tuổi trẻ, độc chiếm bốn kiện bảo vật, mặc kệ là chân tài thực học vẫn là cơ duyên xảo hợp, hay là đi vận khí cướp chó, cái này đều có thể làm hắn danh dương thiên hạ. Bất quá, rất nhiều người cũng không coi trọng giang giật. Không nói y ra doãn ra lăng ra có thể hay không cũng âm thầm truy sát giang giật, chỉ ít kiếm ra tà ra vũ ra sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn. Hắn cho dù có độn thiên thần kỹ lại như thế nào trong lịch sử ai có thể trốn qua cửu đế gia tộc truy sát. Đừng nói giang giật trước thực lực ấy, coi như thiên quân cường giả tối đỉnh chọc giận cửu đế gia tộc, không cần cửu đế xuất thủ, tùy ý xuất động một hai cái lão gia hỏa, cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn Cửu đế gia tộc cường đại, cũng không phải là dựa vào miệng nói ra được, mà là hơn 70 vạn năm qua, tại vô số máu và lửa tẩy lễ bên trong, bị thế nhân công nhận. Phốc, phi mã hoàng triều đông bộ duyên hải một tòa phía trên tòa thành nhỏ, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, giữa không trung xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó một đạo bóng người theo khe hở bên trong rơi xuống mà ra, đem toàn thành cường giả đều kinh động. Người kia người mặc hỏa hồng sắc chiến khải, hồng quang vạn trường, uy phong lẫm liệt tựa như thần đệ, bất quá sắc mặt rất là yếu ớt, vừa ra tới tựu cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn con người ảm đạm tối tăm, thần thức quét qua, phát hiện tòa thành nhỏ này bên trong tối cường chỉ có kim cương cảnh về sau, thân thể vạch phá bầu trời bay thấp xuống tới. Trên thân tuôn ra một cỗ cường đại sát khí, trong nháy mắt để toàn thành võ giả không động được. Người này là thần sao thế nhưng là, khí tức làm sao khủng bố như thế chẳng lẽ là ác ma. Rất nhiều phổ thông con dân hoảng sợ nhìn qua hắn, thành nội duy nhất kim cương cường giả cũng đầy mắt sợ hãi. Toàn thành hơn 10 vạn người, lại không người phát ra nửa điểm thanh âm, vô số ánh mắt khóa chặt quỳ một gối xuống tại một tòa trên nhà cao tầng thiếu niên kia, cái kia hai con người như máu, sát khí ngập trời thiếu niên. Tê, tê người này tự nhiên là giang giật, hắn thật dài ít mấy hơi, lao đi khóe miệng vết máu về sau, huyết hồng con người mới nhìn chằm chằm phía dưới một người thống lĩnh nói, đây là cái nào. Đang khi nói chuyện trên người hắn sát khí thu liếm, nhưng thành nội võ giả không ai dám động, kia thần du cảnh thống lĩnh nuốt mấy cái nước bọt, đôi tròng mắt kia mặc dù không còn huyết hồng nhưng vẫn như cũ để hắn cảm giác linh hồn băng lãnh, hắn run rẩy bờ môi nói ra, hồi, bẩm đại nhân, nơi này là phong sa thành. Phong sa thành, giang giật con người hiện lên một tia mê mang, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nơi này khoảng cách xa thổ thành bao xa. Rất xa, thống lĩnh nhanh chóng trả lời, xa thổ thành tại trung bộ, khuynh hướng tây bắc, nơi này là hoàng triều phía đông, tới gần phi ảnh hải tới gần phi ảnh hải, Giang giật trên mặt lộ ra một vòng kinh dị, mặc dù hắn biết rõ độn thiên rất nhiều xoa, nhưng lại không nghĩ tới nhiêu đến trình độ này. Chỉ là nửa canh giờ thời gian, hắn lại vượt ngang nửa cái phi mã đại lục cái này nếu là dựa vào phi hành, liền xem như Phượng Loan cũng muốn 10 ngày nửa tháng A. Quả nhiên không hổ là thần kỹ, đáng tiếc thực lực của ta vẫn là thấp, phóng thích về sau lực phản vệ quá lớn, nếu là cưỡng ép liên tục phóng thích hai lần, thân thể muốn sống sống bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn nát A. Giang giật trong lòng âm thầm cảm khái một câu, hắn vốn có thể tiếp tục tại trong không gian xuyên thẳng qua, đáng tiếc thân thể chịu không được, chỉ có thể cưỡng ép ngừng độn hành, theo vết nứt không gian bên trong ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực chấn thương, tiếp tục độn hành hắn nội tạng sẽ bị xoắn nát, người cũng sẽ tươi sống bị rào sát. Hô hô, trong thời gian ngắn hẳn là không người đuổi theo, giang giật treo giữa không trung tâm cũng buông ra, mặc dù hắn tại lĩnh hội độn thiên thần kỹ lúc, tự tin tưởng mình tùy ý có thể thoát đi, nhưng dù sao cái này độn thiên thần kỹ chưa bao giờ dùng qua, ai biết hiệu quả vạn nhất chỉ là cùng thuấn di, một lần có thể độn hành mấy trăm dặm gì gì đó, hắn sẽ bị địch nhân vô tình chém giết. Lần này đoạt bảo hắn có thể nói đại hoạch toàn thắng, mặc dù đến hắn còn không phải rất rõ ràng, huyền thần cung thủ hộ giả tại sao lại giúp hắn gian lận nhưng tốt như vậy sự tình đổi lại là ai cũng sẽ không cự tuyệt. Ba kiện bảo vật không có chỗ nào mà không phải là trí bảo, khốn long thảo không cần nhiều lời, độn thiên nửa canh giờ có thể vượt ngang nửa cái phi mã đại lục, kinh khủng bực nào. Cái này hỏa vân khải cường đại cũng làm hắn mừng rỡ như điên, lúc đầu tại vô số thiên quân cường giả uy áp mạnh mẽ phía dưới, hắn hẳn là không động được, có hỏa vân khải lại không giống với lúc trước, hắn hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm uy áp, mà lại hắn cũng tự tin có cái này hỏa vân khải, hắn ít nhất có thể chịu nổi cao giai thiên quân một kích toàn lực. Ngụy thần khí, đây là trên thế giới này tối cao cấp bậc bảo vật, coi như so ra kém thiên tinh giới thập đại trí bảo, khẳng định cũng không xê xích bao nhiêu, đáng tiếc cùng hỏa vân khải nguyên bộ hỏa vân cung bị y thiền thu hoạch được nếu không uy lực hội lớn hơn y thiền nghĩ đến y thiền giang giật khóe miệng trở nên đắng chát ánh mắt cũng biến thành mờ mịt y phiêu phiêu không phải phật đế nữ nhi Dưa ôn lại tìm không thấy hắn nên đi nơi nào lại nghĩ tới võ điện đồ ra kiếm ra ta ra khẳng định sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn giang giật trong mắt vẻ mờ mịt càng đập thiên địa chi đại hắn lại nơi đâu là ra chương sáu linh bức Tại huyền thần cung bên ngoài xem xét tà ra cùng kiếm ra phô trương, Giang giật liền biết hắn cùng tà phi kiếm vô ảnh thù này khẳng định phải kết, trừ phi hắn vừa ra tới tự ngoan ngoãn đem bảo vật hai tay dâng lên, chỉ là khả năng này sao, hắn đạt được ba kiện trí bảo, thân phận của hắn khẳng định cũng sẽ lộ ra ánh sáng, sở dĩ võ điện cùng đồ ra cũng trăm phần trăm hội gia nhập truy sát đại quân, còn như lăng ra, doãn ra, bao quát hy ra có thể hay không đuổi giết hắn cái này chỉ có lão thiên biết rõ. Đây là cửu đế gia tộc, giang giật tin tưởng hắn giờ phút này đi đến đâu phụ cận lớn nhỏ gia tộc đều sẽ xuất thủ truy sát tam đại trí bảo sức hấp dẫn quá lớn thất phu vô tội mang ngọc có tội giang giật không có bất kỳ cái gì bối cảnh lại đạt được vốn không thuộc về hắn ba kiện bảo vật sở dĩ vận mệnh của hắn là chú định hoặc là bị người đuổi giết cả một đời như cầu khắp thế giới chạy trốn thẳng đến bị giết hoặc là hắn biến thành nghịch thiên cường giả uy hiếp thiên tinh giới để các gia tộc từ bỏ đối với hắn truy sát hoặc là tìm tất cả mọi người tìm không thấy địa phương ẩn cư cả một đời tỉnh lại tỉnh lại giang giật ngươi không thể mất đi lòng tin ngươi không thể xem thường sinh tử ngươi không phải một người ngươi còn muốn đi cứu vất như tuyết ngươi không phải là không có hy vọng ngươi có khốn long thảo giang giật nội tâm vang lên một thanh âm để hắn trong con ngươi vẻ mờ mịt yếu đi nghĩ đến khốn long thảo khóe miệng của hắn lại lộ ra mỉm cười có khốn long thảo hắn tự có hy vọng hắn có thể không ngừng mạnh lên trở nên toàn bộ thiên tinh giới đều không có uy hiếp tính mạng hắn tình trạng hắn con người chuyển động rất nhanh khôi phục chấn định hắn giả bộ như mơ hồ thì thào ừm phi ảnh hải phương hướng không sai phía trước hẳn là ám ảnh đại lục đi không để ý tới ngược truyền đến trận trận đau đớn hắn thân thể bay vọt lên như viên hầu nhảy mấy cái hướng thành đông chạy như bay một lát sau ra khỏi thành biến mất tại mọi người trong tầm mắt hô hô kim cương cảnh thành chủ cùng toàn thành võ giả bình dân không hẹn mà cùng thở ra một hơi, giang giật cho mọi người ấn tượng quá kinh khủng, hắn nếu là khai giết, thành nội sợ là chó gà không tha. Ông, giang giật ra khỏi thành tìm tới một cái không ai hoang dã về sau, hắn không còn nhắm hướng đông bên cạnh chạy như bay, mà là không ngừng hướng phía nam thuấn di, chọn vẹn thuấn di mấy ngàn dặm, tìm tới một tòa cự đại dãy núi, trong tay hắn hỏa linh châu quang mang lóe lên đế cung xuất hiện, hắn đem phượng loan cùng thanh ngư đều truyền tống ra. Công tử, hai đạo ngạc nhiên khẽ kêu tiếng vang lên, nhìn thấy giang giật khí thức yếu ớt, sắc mặt hai người lại thay đổi, vội vàng nhích lại gần đỡ lấy giang giật. Phượng Loan đề phòng, ta trước chữa thương, giang giật không có giải thích cái gì, đối hai người mỉm cười, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lấy ra thuốc chữa thương nhập định vận công chữa thương, Phượng Loan cùng thanh ngư liếc nhau, không dám nói nhiều, thần thức tản ra bốn phía giò xét. Sau nửa canh giờ, giang giật mở mắt, hắn cùng hai người cười cười ra hiệu hắn không có việc gì, cũng không nói chuyện lần nữa nhắm mắt lại, thả ra thần niệm vu thuật. Một đạo thanh phong theo hắn trong thân thể bay ra, về phía Tây Bắc Bộ Phúc tán mà đi, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, sắc mặt hắn biến đổi, thình lình đứng dậy quát khẽ nói: "Đến thật nhanh, các ngươi vào đế cung đi, chúng ta trước thoát đi." Nói xong, không đợi hai người hỏi thăm, trong tay hắn đế cung bạch quang lóe lên đem hai người thu vào, tiếp lấy trên tay hắn sáng lên một đạo nhu hòa quang mang bên người không gian lộ ra một vết nứt, hắn tiến vào khe hở biến mất tại nguyên chỗ. vù vù, phong sa thành bên ngoài hơn 10 tên thiên quân hóa thành lưu quang thẳng tắp hướng bên này bay tới. mỗi lần tên thiên quân trên bờ vai đều có một cái lục sắc con rơi nhỏ yêu thú. cái này linh bước tại thiên tinh giới rất nổi danh, chuyên dụng theo đuổi giết địch người, chỉ cần người qua giang giật mùi khóa chặt cho hắn linh hồn khí tức ngàn vạn dặm phạm vi bên trong liền có thể truy tung giang giật rất không khéo huyền thần cung bên ngoài rất nhiều phi mã hoàng triều trinh sát trên thân đều có linh bức. Phong Sa thành thành chủ đem thành nội xuất hiện một cái lạ lẫm cường giả trên tình huống báo, phi mã hoàng triều truy binh lợi mã truyền tống mà đến, không thể bảo là không thần tốc. Đáng tiếc bọn hắn vừa mới ra phong Sa thành không bao lâu, bọn hắn bả vai linh bức đều gọi lên, hơn 10 vị thiên quân bất đắc dĩ dừng ở giữa không trung một người khe khẽ thở dài nói, tiểu tử này lại dùng độn thiên thần kỹ bỏ chạy, một cái độn thiên liền có thể vượt ngang nửa cái phi mã đại lục, chúng ta xác định có thể đuổi được nếu không trở về để kiếm thiếu triệu tập thần văn sư A. Đuổi không kịp cũng phải đuổi. Một tên khác thiên quân cường giả bá đạo vung tay lên nói, mặc kệ có thể hay không tìm tới hắn, chúng ta đều cần hết sức, nếu không vô ảnh thiếu ra trách cứ xuống tới, ai cũng đảm đương không tầm thường. Mọi người tiếp tục phi hành, một lát sau tìm được giang giật vừa rồi chữa thương dãy núi, thần thức bốn phía giò xét nhưng không có giang giật bóng dáng. Cầm đầu thiên quân bất đắc dĩ quát khẽ, đều riêng phần mình tản ra giò xét. Một khi có giang giật khí tức, lập tức đưa tin. Hưu, mọi người phân biệt tản ra, bất quá trên mặt đều là vẻ uể oải, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía ám ảnh đại lục phương hướng, nghĩ thầm gian giật một cái độn thiên có thể theo xa thổ thành độn hành đến phong xa thành, giờ phút này một cái độn thiên, đoán chừng đều đi ám ảnh đại lục a. Ông, huyết giả dạ hung hải Bắc bộ trên không, không gian đột một vỡ ra một cái khe, một cái thân ảnh màu đỏ rực theo khe hở bên trong rơi xuống mà ra thần trí của hắn trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét tới xác định không có nguy hiểm về sau trong tay một cái màu trắng cung điện quang mang lóe lên hai bóng người xuất hiện công tử phượng loan nhìn thấy giang giật khóe miệng đều là huyết bị hù dọa thanh ngư vội vàng một cái tay bắt lấy giang giật cánh tay lơ lửng giữa không trung giang giật lúc này mới lên tiếng nói ra đi trước tìm tiểu hải đảo trời sắp tối rồi nơi này là huyết dạ hung hải huyết dạ hung hải phượng loan thanh ngư giật mình Giang giật không phải đi huyền thần cung đoạt bảo sao làm sao tới huyết dạ hung hải phượng loan bốn phía quét qua, cũng không nhiều hỏi cùng thanh ngư nói ra, đi. Hưu, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi, nơi này thật là phi mã đại lục phía nam hải vực, rõ ràng không phải biển sâu, bốn chu hải đảo rất nhiều. Phượng loan tìm tới một mảnh quần đảo, bay vào một cái ẩn nấp tiểu hải trong đảo, tại hải đảo một mảnh cây dừa trong rừng ngừng lại, để thanh ngư lấy ra lều vải, Phục thị Giang giật ngồi xuống, lúc này mới tràn ra thần thức bốn phía giò xét. Giang giật cũng không nhiều lời, lần nữa bế quan chữa thương, lần này hắn lại độn hành nửa canh giờ, trọn vẹn đạt tới vượt ngang nửa cái phi mã đại lục đến huyết dạ hung hải mới dừng lại, nội tạng không thể tránh khỏi thụ thương. Hắn cũng không có hương ám ảnh đại lục độn hành mà đi, một là dễ dàng bị người chặn đường, mà là tuyệt đối sẽ bại lộ hành tung. Cửu đế gia tộc cường nhân dị sĩ cỡ nào thêm có được quỷ dị thần thông cường giả vô số kể, vừa rồi phi mã hoàng triều thiên quân cường giả đến mức như thế nhanh chóng đã chứng minh điểm này sở dĩ hắn tới huyết giả hung hải mảnh này hải vực rất nguy hiểm không ai sẽ nghĩ tới hắn tới chỗ này nơi này khoảng cách phi mã đại lục cũng xa trong lúc nhất thời truy binh coi như có thể khóa chặt hắn hành tung khẳng định cũng không đuổi kịp một canh giờ sau sắc trời hoàn toàn đen lại bầu trời hắc phân cuồn cuộn như tia chớp lôi minh huyết giả hung hải trời vừa tối sẽ đặc biệt kinh khủng giang giật chữa thương hoàn tất hắn dùng thần niệm dò xét một lần xác định phương viên ngàn vạn dặm cũng không có truy binh sau yên tâm lại thanh ngư đã xuống biển bắt được một chút hải thú nấu xong đồ ăn nóng hơn một tháng qua không có hảo hảo ăn một bữa giang giật cái gì cũng không nói gặm lấy gặm để phượng loan hai người gặp giang giật tâm tình không hề tốt đẹp gì khôn khéo không hỏi nhiều an tĩnh ăn ầm um, cầm trong tay một nhanh to lớn xương thú ném ra bên ngoài lều giang giật lúc này mới ngẩng đầu nhìn ánh nến dưới hai tấm gương mặt xinh đẹp cười khổ nói phượng nhi Tiểu Thanh Ngư, trời sáng sau ta đưa các người hồi trở lại Phượng Minh Đại Lục đi, các người nếu là còn đi theo ta, tuyệt đối cử tử nhất sinh. chương 625, ba ngày không đánh lên nhà ngói. Dầm dầm dầm, huyết dạ hung trên biển, bầu trời một mảnh oanh minh, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện phá không, từng đầu thiểm điện như giữ tợn bạch xà gào thét mà đi, chui vào trong biển, hình thành huyết dạ hung trong nước đặc biệt mà kinh khủng cảnh sắc. Một cái trên đảo nhỏ, tiếng gió phần phật, mưa to mưa như chút nước, bốn phía cây dừa bị diễn tấu đến ngã trái ngã phải, cây dừa trong rừng một cái lều nhỏ lại là lóe lên hào quang nhỏ yếu, ở trong mưa gió không có nửa điểm lắc lư chập chờn, tựa như trong địa ngục một mảnh tịnh thổ yên tĩnh. A, à, trong trướng bồng ám hoàng ánh nến chiếu rọi, một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải thiếu niên xếp bằng ở tuyết trắng trên mặt thảm, đối diện hai tên ngồi xổm nữ tử lại đầy mắt chấn kinh, có lẽ là bởi vì kinh ngạc hô hấp trở nên dồn dập mấy phần, sở dĩ mỹ hảo đầy đặn đi theo trên dưới chập trùng, trông rất đẹp mắt. Giang giật đem trong khoảng thời gian này tại huyền thần cung sự tình cùng hai người giảng thuật một lần, cũng cáo chi tình cảnh của hắn, hai người rõ ràng bị hù dọa, dù sao Giang giật địch nhân quá quá mạnh. Phượng Loan thật dài hít hai cái khí, mới đầy mắt tinh tinh nhìn qua Giang giật nói, công tử, người quá lợi hại, có thể làm cho huyền thần cung thủ hộ giả cải biến quy tắc, người sợ là thiên cổ đến đệ nhất nhân A. À. Phượng Loan con người cũng sáng như tinh thần, cảm khái, chật chậc lực áp cửu đế gia tộc tử đệ, độc chiếm hỏa vân khải độn thiên thần kỹ khốn long thảo, công tử uy danh của ngươi không cần mấy tháng khẳng định liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục, hi hi, công tử Phượng Nhi dùng ngươi làm vinh đấy. Giang giật trợn trắng mắt, có chút im lặng nói ra, những này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là lúc sau ta sẽ phải gánh chịu liên tục không ngừng truy sát, sở dĩ hai người các ngươi nhất định phải cút trở về cho ta. Hi hi, thanh ngư phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ nói, tự không quay về, công tử đạt được ba kiện trí bảo, danh chấn thiên hạ liền muốn vứt bỏ chúng ta, không có cửa đâu. Phượng Loan cũng cười cười, mặt mày bên trong đều là nhẹ nhóm, nhàn nhạt, nhạt nói ra công tử có độn thiên thần kỹ, thoáng qua độn hành ba ngàn vạn dặm, công tử còn có thần niệm vô thuật, có thể nhẹ nhóm dò xét gần ngàn vạn dặm, ai có thể truy sát đến chúng ta. Các người nghĩ đến quá đơn giản, Giang giật hừ lạnh một tiếng nói, còn nhớ rõ vừa rồi không ta chỉ là chữa thương nửa canh giờ, truy binh liền đến. Cửu đế gia tộc cỡ nào cường đại gia tộc bọn họ cường giả có được cỡ nào thần thông, người ta có thể hiểu rõ đông hoàng đại lục vạn tộc san sát có được quỷ dị thần thông chủng tộc không phải số ít bọn hắn sớm muộn hội đuổi theo tới việc này không cần nhiều lời trời sáng ta tự đưa các ngươi trở về nếu là nói thêm nữa cẩn thận ta đem các ngươi trước mạnh mẽ sau giết hừ hừ không nói cái này còn tốt nói chuyện cái này tiểu thanh ngư không phục eo thon một mực bộ ngực đầy đặn ưỡn một cái khiêu khích nói ra công tử chúng ta cũng không phải dọa lớn ngươi đến a à. thanh ngư ngay tại cái này xem ngươi làm sao đem ta, đem ta cái kia. Phốc phốc, nói thanh ngư khuôn mặt đỏ lên, Phượng Loan cũng đỏ mặt nóng lên cúi đầu xuống, Giang giật nổi giận nắm lấy thanh ngư thân thể, để nàng nằm ở chân của mình bên trên, mân mê, một cái tay hung hăng đối nàng vỗ xuống, vẫn nổ quát, người cô nàng này ba ngày không đánh lên nhà ngói không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật đúng là coi là công tử là ăn chay. Ba ba ba, thanh thúy đập tiếng vang lên tại lều nhỏ bên trong, Giang giật tâm tình không tốt, đánh cho rất dùng sức mỗi một bàn tay đều dùng một thành lực đạo, viên kia lặn đi cũng bị đập đến biến hình. Chọn vẹn đánh hơn 10 cái giam giật mới ngừng lại được, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng nhìn qua thanh ngư, ngoài miệng lại lạnh giọng nói ra, biết rõ sợ không có biết rõ đau không có lại không nghe lời công tử đánh cho người cái mông nở hoa. Hừ hừ, ai ngờ thanh ngư quay đầu lộ ra một tấm mặt hồng hào ướt át gương mặt xinh đẹp, mặt mày bên trong đều là mỹ ý, nàng trong mắt chứa thu thủy, khẽ cắn bối môi, trong lỗ mũi còn hừ ra nhẹ nhàng tiếng rên ngượng ngùng nói ra công, công tử. Thật thoải mái, tốt kích thích, lại đến mấy lần. Ngoá, Giang giật còn là lần đầu tiên gặp được loại này hữu thụ hành hạ khuynh hướng người, bất quá thanh ngư bộ kia còn đáng phụ giặc để hắn hổ khu run lên, bản thân thanh ngư thân thể mềm mại tựu nằm ở trên đùi hắn, hai đoàn mềm mại Mỹ hảo cùng hắn đùi hoàn Mỹ dán vào, bởi vì vừa rồi đánh nàng cái mông, thân thể mềm mại không thể tránh khỏi lay động, càng làm cho Giang giật thân thể bản năng có phản ứng, thoáng cái miệng đắng lưỡi khô, ta hỏa tán loạn công tử, người lại đánh mấy lần nha, thật thoải mái đấy. Thanh ngư nhìn thấy giang giật bất động, ngược lại cầu khẩn, loại kia dạ miêu liêu nhân tiếng kêu, để giang giật triệt để cầm giữ không được. Ba ba ba, hắn giơ tay lên hung hăng đối thanh ngư đập xuống dưới, mỗi lần đánh một lần thanh ngư tự thoải mái rên rỉ thoáng cái, thanh âm kia tựa như trên thế giới lợi hại nhất xuân dược để giang giật nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Đánh lấy đánh lấy, giang giật chậm tay chậm biến nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến thành vuốt ve, tại kia hai đoàn tròn mép vỉnh lên kiều đồn bên trên phủ đến vuốt đi thỉnh thoảng ở giữa khe rãnh bên trên đảo qua để thanh ngư tiếng kêu càng thêm lưu nhân tiểu đề từ ngược lại là rất thông minh phượng loan thân thể cũng biến thành nóng hổi toàn thân làn da đều trở nên nóng hổi đỏ tươi cái cổ trắng ngọc cùng bên tai đều đỏ nàng cúi đầu một đôi mắt phượng bên trong cũng đều là xuân ý nàng rất rõ ràng thanh ngư làm là như vậy vì cái gì giang giật đạt được thân thể của nàng luôn không khả năng bỏ xuống mặc kệ a à. Nàng vụng trộm hướng Giang Giật nhìn một cái, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, đột nhiên đứng dậy đi đến Giang Giật sau lưng, một cái vòng lấy Giang Giật eo hổ, trước ngực sung mãn hoàn toàn dán tại kia hỏa hồng sắc trên khải giáp, đồng thời duỗi ra một đầu màu hồng phấn đầu lưỡi, ngậm chặt Giang Giật lỗ tai. Oanh, Giang Giật linh hồn như bị bên ngoài lôi điện bổ chúng, cái này hỏa vân khải thoạt nhìn như là áo giáp, uy phong lẫm liệt, nhưng cùng một kiện thanh sam không có khác nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phía sau lưng hai đoàn sung mãn, tăng thêm đầu kia chiếc lưỡi thơm tho bên trong truyền đến kinh người xúc cảm còn có như lan hương khí để hắn triệt để mê thất tại trong hải dương huyền thần cung bên trong nửa tháng hắn như giẫm trên băng mỏng thời khắc đều chuẩn bị vẫn lạc tiếp nhận áp lực cực lớn cơ duyên xảo hợp hắn thành công sống tiếp được còn được đến ba kiện trí bảo nhưng lại biết được một cái để tâm tình của hắn chìm đến đáy cốc tin tức hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối tìm không thấy y phiêu phiêu tăng thêm cùng tà gia kiếm ra đồ ra võ điện kết thù con đường phía trước xa vời cái này khiến tinh thần hắn bên trên áp lực lớn hơn giờ phút này bị hai người vẩy một cái đùa hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh buồn khổ nội tâm cùng trong thân thể ẩn núp lệ khí cũng cần phát tiết hết thảy đều thuận lý thành chương, thiên lôi câu địa hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản giang giật trên thân hồng quang lóe lên hỏa vân khải biến mất tại hắn bên ngoài thân hắn bá đạo rỗi ra một cái tay đem thanh ngư váy xé rách để nàng kia hai bên hoàn toàn trần chuồng trên không trung một cái tay khác thô lỗ đem thanh ngư trên người áo bảo xả thành mảnh vỡ. Hù, các loại chợ thanh ngư áo bảo hoàn toàn phá tan thành từng mảnh, lộ ra một cỗ hoàn mỹ đồng thể về sau, giang giật trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, khom người xuống dưới một cái ngậm lấy thanh ngư tấm kia kiểu diễm ướt hát môi, hai tay du tẩu, để thanh ngư triệt để biến thành một đầu cá lội trong nước. Khanh khách, sau lưng Phượng Loan nhìn xem như dã thú đối thanh ngư lại cắn lại gặm giang giật, ăn một chút cười không ngừng, nàng hai tay ôn nhu giúp Giang giật giải khai y phục, đồng thời đem trên người mình áo bảo rút đi, lúc này mới lại phun ra chiếc lưới thơm tho bắt đầu hôn Giang giật cổ. Dâm dầm, phía ngoài mưa gió càng lúc càng lớn, lều nhỏ bên trong xuân sắc lại là càng phát chọc người. chương 626, bá đạo lãnh khốc đại đế. Một đêm hoang đường, một đêm triền miên, Giang giật cái này sơ ca, đã buông tay buông chân, hai người cũng là tự nguyện hiến thân, hắn cũng liền không cố kỵ gì như sao sơn mãnh hổ dày vò một đêm dù là phượng loan cùng thanh ngư hai người kinh nghiệm xa trường cũng gánh không được đương nhiên hai người trước kia chưa hề cùng nam tử hoan hảo qua lần thứ nhất bị nam nhân sủng hạnh cũng cảm giác phá lệ kích thích cùng hưng phấn hai người cùng giang giật liều chết triền miên một đêm thẳng đến lúc tờ mờ sáng ba người mới ngủ say sưa cảm giác tuyết trắng trên mặt thảm đều là ba người càn quấy qua vết thích một mảnh cùng kiều diễm ba người ôm nhau ngủ phía ngoài tiếng sấm từ từ yếu đi mưa gió cũng ngừng nghỉ xuống tới sáng sớm gió biển trầm chậm, chậm thổi tới, lại là một cái sáng sớm tốt đẹp. Nga, bên trên ba sao, Phượng Loan trước hết nhất tỉnh lại, nàng nhìn qua còn tại ngủ say giang giật, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Nàng lặng yên đứng dậy mặc y phục, thần thức hướng bốn phía phúc tán mà đi, xác định không có nguy hiểm về sau, phiêu nhiên đi ra lều vải, đi trong biển thanh tẩy thân thể, tăng thêm săn bắt đồ ăn. Phượng Loan rời đi về sau, giang giật mở mắt, hắn cười khổ nhìn qua trong ngực như một cái tiểu miêu thanh ngư, nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, lúc này mới ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm vô thuật, xác định bốn phía phải trăng an toàn. Một nén nhang về sau, hắn tùy ý dò xét phương viên mấy trăm vạn lý, xác định sau khi an toàn thân thể lóe lên thuấn di đi bờ biển. a à, Phượng Loan ngay tại bờ biển thanh tẩy, không trung đột nhiên run lên, một cái trần như nhộng nam nhân xuất thân một bên, đem nàng dọa đến thân thể mềm mại run lên, nàng bản năng bảo vệ song ngực, ngồi xuống trong nước biển, trong tay nguyên lực lấp lánh cũng chuẩn bị công kích. Bất quá thấy rõ ràng là giang giật về sau, nàng thở ra một hơi thật dài quăng cái khinh khỉnh nói, công tử, người muốn ngủ chết Phượng Nhi sao? Hắc hắc, giang giật một tay lấy Phượng Loan ôm lấy, đêm qua đã có tiếp xúc ra thịt, hắn cũng rất thoải mái, đối Phượng Loan miệng nhỏ hôn một cái, lúc này mới ôn nhu nói ra, Phượng Nhi, ngủ không nhiều một hồi yên tâm đi, ta dò xét rất an toàn. Không ngủ, Phượng Loan nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra một cái tay tại giang giật ngược từng cục cơ bắp bên trên lau, khôn khéo nói ra, đến, công tử, Phượng Nhi giúp người thanh tẩy. Tốt, Giang giật chân đạp ở dưới biển bãi cát, nhắm mắt lại mặc cho Phượng Loan dùng nước biển toàn thân giúp người lau, cặp kia mềm mại tay nhỏ để hắn rất là dễ chịu. Bất quá tại Phượng Loan đột nhiên ẩn vào trong biển, ngồi sổ người xuống giúp hắn thanh tẩy dưới hôm lúc hắn không chống nổi, lại bản năng có phản ứng. Hắn mở to mắt nhìn qua thanh tịnh nước biển phía dưới, Phượng Loan kia như ngọc thân thể mềm mại ngồi xổm ở dưới biển, một đôi ung tùm ngọc thủ chính khẽ vuốt dưới háng của hắn, cặp kia con ngươi xinh đẹp còn mắt mang xuân ý tại dưới nước nhìn qua hắn, bên trong đều là chiêu chọc chi sắc. Cô gái nhỏ, đây chính là người tự tìm. Giang giật trong cổ họng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, một tay lấy phượng loan thân thể mềm mại theo trong nước biển bắt được ra, hung hăng hướng cách đó không xa trên bờ cắt ném một cái, thân thể như mẽ ngổ hạ sơn bay vọt mà đi. Vân thu mưa tán, Giang giật cùng phượng loan song song mặc y phục, thanh ngư cũng tỉnh, nhìn thấy chính mình thân vô thốn lũ, Giang giật cùng phượng loan lại thản nhiên nhìn xem nàng, lập tức thẹn thùng không thôi một người hóa thành tàn ảnh xông ra lều vải nhảy xuống biển bên trong phượng nhi giang giật nói đến chính sự chế chúc ta còn là đưa các ngươi trở về đi việc này các ngươi khác đừng tùy hứng thật rất nguy hiểm cũng không phải là ta tuyệt tình ta cam đoan nếu ta có ngày nổi danh định không phụ hai người các ngươi ha ha phượng loan cười nhạt một cái nói công tử ngươi sai kỳ thật ngươi đem chúng ta đưa trở về chúng ta sẽ còn càng thêm nguy hiểm đoán chừng các đại gia tộc cũng bắt đầu điều tra ngươi chúng ta sự tình cũng sẽ lộ ra ánh sáng phượng minh đại lục khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều thám tử nếu chúng ta vừa trở về các đại gia tộc truy binh chen chúc mà đi ngươi cho là chúng ta còn có đường sống cái này giang giật sắc mặt trầm xuống phượng loan nói không sai các đại gia tộc nhất định sẽ điều tra thân phận của hắn thậm chí còn có người sẽ đi thiên tinh đại lục điều tra đại lục bên kia hắn ngược lại là không có gì lo lắng cùng hắn quan hệ tốt người đều tại đế cung bên trong Giang Vân Hải ẩn thân hải đảo cũng đầy đủ ẩn nấp, cho dù có thiên quân đuổi theo cha cũng cha không được cái gì. Hắn ngược lại lo lắng Phượng Minh Đại Lục, các đại gia tộc có thể hay không tìm Phượng ra cùng thanh gia phiền phức. Công tử đừng lo lắng, Phượng Loan nhìn ra Giang giật lo lắng, rất tự tin nói ra, cửu đế gia tộc quan trọng nhất thanh danh, Đông Hoàng Đại Lục cũng hận nhất gây hỏa tới người nhà cách làm. Sở dĩ chỉ cần ta cùng thanh ngư không quay về, Phượng Minh Đại Lục ngược lại là rất an toàn. Việc này huyên náo to lớn như thế, gia tộc nào dám làm loạn vậy tuyệt đối sẽ bị nhân tộc con dân sở thoá khí. Giang giật gật đầu nói, a vậy các ngươi liền theo ta đi, liền sợ khổ các ngươi. Không khổ, Phượng Loan dịu dàng thắm thiết nhìn qua Giang giật nói, theo công tử về sau, Phượng Nhi mới cảm giác có dựa vào, tâm linh có chỗ khí thác, trong khoảng thời gian này đến, Phong Nhi cảm giác trôi qua so trước mặt 21 năm còn vui vẻ hơn đấy. Ha ha ha, Giang giật cười ha hả đưa tay đem Phượng Loan ôm vào trong ngực, nội tâm buồn khổ quét sạch sành xanh, nội tâm cũng tỏa ra cường đại ý chí chiến đấu bất kể như thế nào hắn đều phải vi hoài bên trong mỹ nhân đi phấn đấu một phen có khốn long thảo hắn cũng có quật khởi hy vọng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh hắn giang giật có thể tại trong vòng mấy năm sừng sướng tại thiên tinh đại lục tri đình đời này chưa chắc không có, có cơ hội sừng sướng tại thiên tinh giới tri đình phượng loan cảm nhận được giang giật hào tình tráng trí trên mặt nhẹ nhàng nở nụ cười kia ngọt ngào hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng giống như cho phượng minh đại lục con dân nhìn thấy ai cũng sẽ không tin tưởng đây là các nàng vị kia bá đạo lãnh khốc đại đế. Thanh ngư thanh tẩy hoàn tất, mang theo mấy cái trong nước tiểu thú trở về chuẩn bị cơm trưa, giang giật phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định còn không có truy binh về sau, bắt đầu cùng Phượng Loan thương nghị tương lai đường đi như thế nào. Rất rõ ràng, Đông Hoàng đại lục trước mắt không thể đi, bất kỳ cái gì một cái đại lục cũng không thể đi, giang giật chỉ có tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, trước luyện hóa khốn long thảo, tranh thủ đem thực lực tăng lên một phen chỉ ít có thể bảo chứng phóng thích độn thiên thần kỹ về sau, sẽ không bị phản phệ, kia mới có thể có được cùng truy binh đối kháng tiền vốn. Mà lại trong khoảng thời gian này, khắp thế giới khẳng định đều là điều tra giang giật cường giả cùng trinh sát, hắn nhất định phải tiềm ẩn một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua đi lại chậm chậm mưu toan. Huyết giả hung hải, cuối cùng giang giật cùng Phượng Loan đều đem địa điểm ổn định ở huyết giả hung hải, nơi này rất khủng bố, không ai dám vượt ngang hung hải, bình thường cường đại thiên quân cũng không dám tiến vào dưới biển sâu, nhưng chính vì vậy mới có thể an toàn hơn. Giang giật có đế vương cung, còn có thần niệm vô thuật, Phượng Loan cùng Giang tiểu nô thực lực cũng không tệ, coi như gặp được cường đại yêu đế cũng có sức liều mạng. Các nàng chỉ cần không tiến vào hung hải chỗ sâu nhất, chắc hẳn tính nguy hiểm không cao, bị người truy xét đến khả thi cũng sẽ càng thấp. Đã quyết định, Giang giật cũng không bút tích, cùng hai nữ ăn một bữa mỹ vị cơm trưa về sau, hắn đem hai người thu vào, bắt đầu phóng thích độn thiên thần kỹ hướng biển sâu bỏ chạy lần này hắn không dám hướng mặt trước hai lần đồng dạng, một lần tự độn hành ba ngàn vạn dặm, mặc dù huyết dạ hung hải rất lớn, một cái độn hành không có khả năng tiến vào biển sâu, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ông, sau gần nửa canh giờ, Giang giật tại từ giữa không trung khe hở bên trong bắn ra. Hắn thần thức trước tiên tản ra, rất nhanh vui mừng, phía trước hai mươi dặm bên ngoài vừa vặn có ba cái to lớn hải đảo, trên hải đảo cây xanh sum xuê, cảnh sắc yêu mỹ, còn có thể tin tưởng dò xét đến trên hải đảo có không ít dã thú. Tự cái này, Giang giật âm thầm tính toán một phen, nơi này khoảng cách phi mã đại lục rất xa, coi như thiên quân cường giả muốn thẳng tắp bay đến nơi này đến, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào, biển cả mênh mông, trong nước đều là cường đại hải thú truy binh lại như thế nào tìm tới bọn hắn. Lan đi, ngay tại Giang giật hướng dưới biển rơi đi, chuẩn bị đạp nước mà bước đi hải đảo bên trong lúc, dưới biển vạn trượng đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, đây là bản đế lĩnh vực, nhân loại, không muốn chết lập tức cho bản đế lặn đi. Yêu đế, giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân lập tức trở nên sát khí nghiêm nghị. chương 627, lăn đi, trong hải vực khoảng cách đại lục càng gần, hải đảo càng nhiều, càng là biển sâu hải đảo càng ít. Nơi này khó được xuất hiện một cái hải đảo, lại khoảng cách phi mã đại lục rất xa, giang giật tự nhiên không muốn từ bỏ tốt như vậy chỗ ẩn thân. Chỉ là, trong biển có một cái yêu đế, cái này khiến giang giật có chút xoắn suýt, không bằng hắn phản ứng ngược lại là nhanh, trước tiên hỏa vân khải phù bên ngoài cơ thể, thần thức cũng hướng biển sâu hạ tìm kiếm, muốn nhìn một chút cái này yêu đế thực lực lại làm lập kế hoạch. Hắn cũng không phải ngô hạ am mông, không nói vô cực kính có thể ngăn cản thiên quân ngũ trọng cường giả một kích, liền nói cái này hỏa vân khải đi. Đây chính là ngụy thần khí, giang giật tin tưởng phổ thông công kích tuyệt đối không gây thương tổn được hắn, lại nói. Hắn có độn thiên thần kỹ, tùy thời có thể dùng thoát đi, có như thế bảo vật thần kỹ hộ thân, hắn lá gan cũng lớn rất nhiều. Muốn chết, dưới biển truyền đến một tiếng nổi giận trầm hống âm thanh, giang giật còn không có dò xét đến kia yêu đế tình huống, bốn phía nước biển đột một lăn lộn không ngớt, vô số sóng biển hóa thành từng đầu thủy long hướng giang giật bắn thẳng đến mà đến, mỗi một đầu thủy long bên trong đều mang vạn quân chi lực, bình thường võ giả bị đập chúng chắc là phải bị tươi sống đập chết. Hừ, giang giật thân thể lóe lên, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ, kia hơn 10 đầu thủy long đánh hụt, va và chạm vào nhau cùng một chỗ, toàn bộ hóa thành bọt nước, bên dưới không trung lên mưa to. Ông, giang giật trong tay đế cung lóe lên, phượng loan ra giữa không trung, thanh ngư thực lực quá yếu, đối đầu yêu đế quá nguy hiểm hắn không có truyền tống ra. Vừa rồi hắn độn hành mặc dù không có quá xa, thân thể không có gặp phản phệ thụ thương, nhưng vẫn là đem phượng loan phóng suốt an toàn ta, nàng hắc ám pháp tác đối địch phụ trợ quá lớn. Công tử, phượng loan thân thể lóe lên đến giang giật bên người, một tay mang theo hắn hướng không trung bay đi, ánh mắt cùng thần thức hướng phía dưới dò xét. Rất nhanh hắn cùng giang giật sắc mặt đều ngưng trọng lên. Các nàng cảm nhận được một cỗ so ngư nhân đại đế còn mạnh hơn một chút khí thức, bất quá so với sư si yêu đế vẫn là phải yếu hơn một chút. Chiến vẫn là trốn, giang giật rối rắm thật vất vả tìm tới một nơi tốt, từ bỏ thật là đáng tiếc. Cuối cùng hắn con người nhất chuyển, quyết định, ngược lại cái này hung trong nước đều là yêu đế địa bàn, đi cái nào đều có thể tao ngộ yêu đế, không bằng đem cái này yêu đế làm. Phượng Nhi, thay ta áp trận, ta đi thử xem hỏa vân khải lực phòng ngự. Giang giật khẽ quát một tiếng, thân thể hướng phía dưới bay đi, Phượng Loan nhẹ gật đầu, nàng đối Hỏa Vân Khải có lòng tin, nếu là cái này yêu đế tùy ý có thể một chiêu phá Hỏa Vân Khải, cái này ngụy thần khí cũng không đáng tiền. Rầm rầm rầm, phía dưới nước biển lần nữa nổ tung, vô số thủy long phóng lên tận trời bắn thẳng đến Giang Giật mà đến, cũng như giờ khắc này Giang Giật liền là một viên long châu, mười mấy đầu thủy long giành trước cướp đoạt. Hừ, Giang Giật lần này không có né, nguyên lực quán chú vào Hỏa Vân Khải bên trong, trong chốc lát hồng quang vạn trược, phương viên vài dặm đều bị hồng quang bao phủ, tụ liền Phượng Loan tại thời khắc này cũng không dám nhìn thẳng Giang Giật, cảm giác bên kia dâng lên một vòng xí dương, một cỗ khí thức cường đại theo Giang Giật trên thân dâng lên, khí thức kia để Phượng Loan đều cảm giác được kiềm chế. Dầm dầm dầm, mười mấy đầu thủy long nện ở Giang Giật trên thân, toàn bộ hóa thành nước biển chia năm xẻ bảy, đầy trời bắn ra, mà Giang Giật thân thể nhưng không có một chút sự tình, thậm chí đều không có bị cái này cường đại xung lực đụng bay một bước cái này hỏa vân khải lực phòng ngự tốt cường đại không hổ ngụy thần khí chi danh phượng loan đôi mắt đẹp bày ra đến dọa người nhìn qua kia như vô địch thần để thân ảnh đầy mắt đều là vẻ mê say trong mắt người tình biến thành tây thi chớ nói chi là giang giật giờ phút này mặc vào một thân hoa lệ bá khí áo giáp uy phong không ai bì nổi phượng nhi tới công kích giang giật một tiếng bạo giống để phượng loan tỉnh táo lại nàng thần thức quét qua rất nhanh phát hiện phía dưới yêu đế thân ảnh yêu đế cũng không hề biến thành bản thể mà là hóa thành hình người là một người trung niên một bộ da da kim hoàng kim hoàng trên đầu còn có hai cái sừng thú tựa như phi mã tộc hắn trong đôi mắt đều là lãnh quang trên thân khí tức dọa người hắn theo trong biển sâu nổ bắn ra mà ra nương theo sự xuất hiện của hắn bốn phía nước biển lần nữa ngưng tụ ra mấy chục đầu thủy long đi theo hắn bay vụt mà lên để hắn ra sân rất là phong cách khí thế phi phàm chết ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm giang giật trên người chiến khải đầy mắt đều là vẻ tham lam, hắn như vuốt rồng hai tay cũng nhanh chóng múa, ngưng tụ ra hai đoàn năng lượng màu vàng óng, đối giang giật đột nhiên đánh tới. Vù vù, hai tay của hắn khẽ động, bốn phía kia hơn 10 đầu thủy long hướng giang giật gào thét mà đi, lập tức khắp thiên đều là thủy long, loại kia kinh khủng uy áp làm người ta ngạt thở, cũng làm cho bầu trời tầng tầng chấn động, phía dưới nước biển càng là lăn lộn không ngớt, đạo đạo sóng biển hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Ông, giang giật không thèm để ý chút nào, nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ e ngại, giờ phút này có hỏa vân khải cái này yêu đế lũng lớn uy áp hoàn toàn đối hắn vô hiệu, hắn cũng có thể nhẹ nhõm sớm thuấn di ra ngoài. Chá, trên không phượng loan hắc ám đạo văn công kích đã phóng xuất ra, phượng loan sau lưng bầu trời trở nên đen kịt một màu, kia hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao phủ phạm vi ngàn dặm thoáng cái đem giang giật cùng kia yêu đế bao phủ đi vào. Công tử, yêu đế tại người trái phía dưới vạn trưởng. Giang giật vừa mới thuấn di lái đi, trước mắt thế giới cũng biến thành đen kịt một màu, bất quá tại hắn thần thức nhô ra thời điểm, hắn lại mơ hồ có thể cảm thấy được hai đoàn khí thức cường đại. Hắn âm thầm vui mừng, xem ra linh hồn hắn cường đại không ít, sở dĩ Phượng Loan Hắc Ám Đạo Văn đối với hắn ảnh hưởng có chút yếu đi. Trong tay hắn Hỏa Long kiếm xuất hiện, đối trái phía dưới đột nhiên đánh xuống, mấy vạn đầu tiểu Hỏa Long mang theo mấy chục đoàn Cửu Thiên Long Viêm gào thét mà đi. Hắn lần này không có phóng thích U Minh Quỷ Hỏa, bởi vì quỷ hỏa quá ít, chỉ có hơn 10 đoàn phanh phanh, đầy trời hỏa long đánh chúng vào bỗng nhiên giữa không trung không thể động yêu đế trên thân, kia từng đoàn từng đoàn cửu thiên long viêm cũng nện ở yêu đế trên thân, cùng lúc đó phượng loan một đoàn năng lượng màu đen đột nhiên đập vào yêu đế trên thân. Âm 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 âm, yêu vương thân thể bị đập bay ra ngoài, nhưng để giang giật cùng phượng loan đều đôi mắt co rụt lại là kia yêu vương ngoại trừ bên ngoài thân ra thịt một mảnh cháy đen, một thân áo choàng bị thiêu hủy bên ngoài, lại không có thụ thương. Không bằng hắn thân thể bị thiêu đến ra chóc thịt bong, đau đến xích nha nhếch miệng hắn giận tím mặt hai tay mở ra hai tay đánh ra đạo đạo yêu lực màu vàng phương viên vài dặm nước biển lập tức nhấc lên vạn trượng cự lãng tương thiên không hắc phổ thoáng cái phá vỡ chết 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 hắn nổi giận đại hống phía dưới nước biển liên tục không dứt sông lên trời vô số nước biển ở giữa không chung ngưng tụ hóa thành từng đầu thủy long hướng hai người chen chúc mà đi mỗi một đầu thủy long đều có dài mười mấy trượng khí thế kinh thiên mà lại lần này thủy long cùng vừa rồi không giống mỗi một đầu thủy long đều bị yêu đế đánh vào yêu lực màu vàng, nhìn không giống như là thủy long, mà là từng đầu có được thực thể chân long. Mấy vạn đầu kim long theo trong nước liên tục không ngừng hướng lên trên uổng phí bay đi, bay đầy trời, tiếng giống chấn thiên, phía dưới nước biển lăn lộn không ngớt, bốn phía bầu trời tầng tầng chấn động, tấm kia tràng diện rung động lòng người, linh hồn sợ đáng. Phượng Nhi, tránh mau, giang giật người mặc hỏa vân khải cũng không sợ bị oanh sát, Phượng loan lực phòng ngự yếu nhược, mặc dù có thể mở ra thần thuẫn phòng ngự, nhưng có thể đều chịu nổi mấy vòng công kích ai cũng không biết. Hưu, Phượng Loan biến sắc, trên thân sáng lên vạn trượng hắc sắc quang mang, cả người bao phủ tại một cái màu đen trong hộ cháo, hiển nhiên là lái đi nguyên lực thần thuẫn, thân thể cũng như thiểm điện hướng nơi xa thối lui. Công kích là tốt nhất phòng ngự, Giang giật nhìn thấy Phượng Loan mở ra thần thuẫn, hẳn là có thể trèo chống thời gian ngắn ngủi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra yêu đế phía dưới mấy trăm trượng, bạo hống chết chương 628, bản đế đầu hàng. Dầm rầm rầm mấy vạn thủy long bay đầy trời, một chút đã đuổi kịp Phượng Loan, từng đầu hiện ra kim quang thủy long hướng Phượng Loan hung hăng đánh tới, mỗi lần đều có thể phát ra chấn thiên nổ vang, lệnh làm tứ phương chấn động, để phía dưới nước biển cuồn cuộn. Phượng Loan thần thuẫn hắc quang không ngừng lấp lánh, chống lại từng đầu thủy long công kích, nhưng là hắc quang không ngừng đang yếu bớt, những cái kia va chạm sau thủy long thì hóa thành đầy trời nước biển, bắn tán loạn ra bốn phía, để bầu trời hạ xuống mưa như chút nước mưa to. Xuy suy phía dưới giang giật vừa mới thuấn di xuất hiện, bên người lập tức có vài chục đầu thủy long va chạm mà đến, hắn thuấn di dù sao vẫn cần thời gian, cái này yêu đế thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng thuấn di lúc không gian ba động vẫn có thể cảm ứng được, sở dĩ lập tức khống chế mấy trăm đầu thủy long công kích mà đến, ý đồ đem giang giật đánh chết tươi. Chết! Giang giật cái này chữ chết vừa mới kêu đi ra, đã thấy bốn phương tám hướng đều là kim sắc thủy long, loại kia kinh khủng uy áp cùng khí thức để linh hồn hắn run rẩy hắn tin tưởng nếu không có hỏa vân khải tuyệt đối sẽ bị tươi sống nổ chết cho dù có hỏa vân khải cũng không biết có thể hay không chống đỡ được giờ này khác này hắn còn có cái gì lựa chọn hắn chỉ có cua hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bắn ra mấy vạn đầu hỏa long đồng thời đem còn sót lại hơn 10 đoàn quỷ hỏa đột nhiên đánh ra rầm 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 từng đầu thủy long đụng vào trên người hắn hắn mấy vạn đầu hỏa long cũng gào thét mà ra bởi vì có hơn 10 đoàn quỷ hỏa kia kinh khủng nhiệt độ cao đem phía trước mấy đầu thủy long bốc hơi thành mạn thiên cuồn cuộn hơi nước hơi nước phóng lên tận trời che đậy phụ cận một khoảng trời